Vương Phi đa tài đa nghệ, hạ thương mai. chương 226, kẻ đầu sỏ bắt tay với nhau. Thương mai vừa đi, Lam Ngọc cô cô lập tức đến. Tiểu khuyên thấy bà bước vào, trong lòng hơi hoảng, vội chạy lên đón cô cô đến. Đại tiểu thư vừa mới đi ra ngoài. Lam Ngọc cô cô mỉm cười nói, ta nhìn thấy, không sao, ta đến đây không phải để tìm đại tiểu thư, ta tới tìm người và quế viên đi xử lý vài việc làm việc, tiểu khuyên hơi giật mình, trong phủ có nhiều người như thế, sao lại cần người ở hạ trí uyển đi làm việc chứ? Đúng vậy, Lam Ngọc cô cô giống như đã nhìn ra được thắc mắc của tiểu khuyên, nói, vì hậu hoa viên đang xây dựng lại, đại tiểu thư lại nói muốn phá hành lang và núi giả đi, phần lớn người trong phủ đã đi giúp đỡ rồi, bên phía lão phu nhân thiếu người, nên mới bảo ngươi và quế viên đi mua vài món giúp. Tiểu khuyên thấy bà ta mặt mày tươi cười, không hung dữ như ngày xưa, cũng thả lỏng cảnh giác, nàng nói cô cô chờ một lát, nô tỳ vào thông báo với Quế Viên. Được, đi nhanh đi, Lam Ngọc cô cô cười nói. Tiểu khuyên hành lễ đi vào. Nàng cũng còn đề phòng, giận đao lão đại, sau khi ta và Quế Viên đi rồi ngươi không được rời khỏi hạ Chí uyển, phải bảo vệ huyện chúa cho tốt có biết không? Quế Viên hỏi, Tiểu khuyên, ngươi cảm thấy bà ta muốn hại huyện chúa sao? Tiểu khuyên lắc đầu, ta không biết, nhưng đề phòng vẫn tốt hơn. Đao lão đại vỗ ngực nói: Các ngươi đi đi, ta sẽ bảo vệ huyện chúa thật tốt. Bây giờ bà còn đang đọc sách trong thư phòng, ta lập tức ngồi trước cửa thư phòng, không ai được phép vào đó. Tiểu Khuyên cười nói: Được, ta tin ngươi. Audio điện tử võ tấn bền. Quế Viên cũng rất yên tâm về Đao lão đại, bởi vì từng thấy hắn ra tay rồi. Nghe hắn nói như thế, lập tức nói với Tiểu Khuyên: Chúng ta tranh thủ đi thôi. Đúng rồi, mấy hôm trước huyện chúa nói muốn mua sách chúng ta tiện đường mua về cho huyện chúa luôn mua sách gì thế tiểu khuyên hỏi triệu luận sao quế viên nói triệu luận một bộ sách do nhà sư viết ra về những lý luận và chuyện của phật giáo được ta đi thôi tiểu khuyên dẫn theo quế viên đi ra ngoài làm ngọc cô cô còn đang chờ thấy hai người ra rồi lập tức lấy một tờ danh sách từ trong túi ra lại đưa cho họ thêm mấy lượng bạc mua theo danh sách này đi sớm về sớm lão phu nhân còn đang chờ đó sau khi ra cửa, tiểu khuyên thắc mắc nói, đương quy, rượu vàng, rượu thiệu hưng, than bạc, không phải trong phủ đã có mấy thứ này rồi sao? Vì sao lại bảo chúng ta đi ra ngoài mua nữa? Trong kho vẫn còn đương quy và rượu vàng. Đừng nghĩ quá nhiều, hoàn thành xong nhiệm vụ rồi về sớm, có lẽ đã xài hết rồi, rượu thiệu hưng, than bạc mua trên đường Kim Sương ở Tây Bắc, chúng ta đến đường Đông mua dược liệu rồi lại đến phố Kim Sương. Trong lòng Quế Viên đã cảm nhận được có gì đó không ổn, vốn còn tưởng là trong danh sách này có rất nhiều thứ, nhưng lại chỉ có bốn thứ, hơn nữa số lượng cũng không quá nhiều, một vò rượu thiệu hưng, than bạc bình thường đều giao hàng đến tận cửa, vì sao lại muốn để hai người đi. Phủ Lương Vương Thương Mai cất châm vào, nói với Lương Vương, Điện Hạ, ta sẽ kê cho người một ít đơn thuốc bổ cơ thế, sau đó chúng ta chính thức bước vào đợt trị liệu thứ hai. Lương Vương vẫn luôn rất qua loa với việc Thương Mai nói sẽ chưa trị chân cho hắn, Hắn sẽ không để bản thân ôm bất cứ hy vọng gì. Người cảm thấy bổn vương rất xấu sao? Lương vương hỏi thương mai. Nhìn gương mặt tuấn tú kia đi, đẹp biết bao. Thương mai cười nhạo. Nếu đẹp, vì sao còn phải trị chân chứ? Que chính là phong cách của bổn vương mà. Không có phong cách này thì bổn vương không còn là bổn vương nữa. Thương mai biết hắn đang dùng mấy lời đùa giỡn để che giấu cảm giác không an toàn trong lòng. Hắn ghét loại cảm giác ôm hy vọng rồi cuối cùng lại thất vọng. Thương Mai nhún vai, thật ra ta cũng không tin rằng sẽ chữa được cho vương gia, chỉ là ta vừa mới luyện tập một thuật phi châm mới, muốn mượn chân của vương gia để thí nghiệm thôi. Hả, lương vương trợn trắng mắt, dùng bổn vương để thí nghiệm. Gan chó của ngươi lớn thật. Thương Mai mặt mày tươi giói, ta biết vương gia sẽ không để ý. Còn phải xem ngươi dùng thứ gì để trao đổi nữa lương vương liếc xéo cô, hắn đúng là sẽ không để ý, dù sao cái chân này cũng không biết đã bị bao nhiêu người tái máy, cũng không để bụng có thêm một người chỉ cần trong lòng không ôm hy vọng gì là được vậy phải xem vương ra muốn gì ngươi thiếu bổn vương một ân tình ghi nợ trước chờ bổn vương nghĩ ra sẽ đi đòi ngươi mộ dung toàn nói thương mai nhún vai rất rõ ràng một thời gian sau thì sẽ thành hắn thiếu cô một ân tình sau khi ra ngoài mộ dung tráng tráng hỏi thương mai chân của hắn thật sự có thể chữa trị sao không có vấn đề gì quá lớn nhưng mà phải chịu đau một chút ta phải điều chỉnh cơ thể của hắn thật tốt, thật ra trải qua một đoạn thời gian điều chỉnh thì đã tốt hơn rất nhiều rồi, đã có thể tiếp thu việc nối lại xương gãy lần nữa, nhưng mà vì chắc ăn hơn, ta vẫn là phải kê một ít thuốc bồi bổ cơ thể khôi phục nguyên khí để hắn uống vài ngày trước đã. Nếu có thể trị được, vậy thì đúng là chuyện rất đáng mừng. Mộ Dung tráng tráng thở dài nói. Dù ma ma đứng bên cạnh nghe thấy muốn nối lại xương gãy lần nữa, hơi lo lắng, đại tiểu thư, nối lại xương gãy lần nữa có nguy hiểm không? hoàng hậu nương nương còn không biết người sẽ trị liệu như thế nào, nếu như biết sẽ nối lại xương gãy lần nữa, chỉ sợ sẽ phản đối. Thương Mai gật đầu, ta biết, cho nên ta không có nói cho hoàng hậu biết, mà ma yên tâm, ta có lòng tin vào chuyện này. Dù ma ma tin tưởng thương Mai, nhưng trên đời này có rất nhiều chuyện không phải là tuyệt đối, nếu như thật sự có sơ sót gì, phá hủy chân của lương vương điện hạ, vậy đại tiểu thư sẽ phiền phức lớn. Hơn nữa đến lúc trị liệu hoàng hậu nương nương chắc chắn sẽ biết được, đến lúc đó nếu ngăn cản cũng phiền phức lắm. Thương Mai cũng biết được nỗi lo của Du Mama, bây giờ cô cũng đang phân vân không biết có nên nói quá trình phương án chữa trị cho hoàng hậu biết không. Tụ Hiên Cư, lão phu nhân hẹn gặp quý Thái Phi ở nơi này. Tụ Hiên Cư là do hiệu phong đỉnh phong nhà họ Hồ Mở, là tủ lâu xa hoa nhất ở Kinh Thành, tầng 2 tầng 3 đều là nhã gian, lâu một chia thành sảnh ngoài và sân sau, sảnh ngoài theo phong cách rộng mở, sân sau cũng không biết có bao nhiêu gian phòng đang thấp thoáng sau những bụi cây thấp. Đến nơi này ăn đại một bữa cơm cũng tiêu tốn số tiền mà gia đình bình thường chỉ tiêu trong suốt một tháng, nếu gọi thức ăn đắt một chút, có khi còn vượt qua mức chỉ tiêu trong cả năm. Tụ hiên cư, người ngoài cũng gọi nó là cửa son quý lâu. Bởi vì nơi này tụ tập các người siêu giàu, quý tộc hoàng cung, những quan viên bình thường sẽ không dễ dàng vào nơi này, bởi vì có đôi khi bổng lộc một tháng cũng chưa chắc ăn được một bữa ngon. Gia chủ hiện nay của hiệu buôn đỉnh phong là trưởng nữ của nhà họ Hồ, tên gọi Hồ Hạnh Nhi. Nàng có thể xem như một người nổi tiếng ở Kinh Thành, bởi vì nhà họ Hồ có tiếng trọng nam khinh nữ, nhưng nàng lại có thể bộc lộ tài năng giữa các anh em chú bác, trở thành người cầm quyền của hiệu buôn đỉnh phong, nắm trong tay tất cả mọi thứ của nhà họ Hồ như mỏ vàng, cửa hàng châu bái, cửa hàng trà, tiệm gạo, cửa hàng tơ lụa, thật sự là một truyền kỳ. Nhà họ Hồ, nhà giàu số một của Đại Chu, cha của Lương Thị, con dâu của Tấn Quốc Công, có hợp tác với hiệu buôn nhà họ Hồ đã giàu đến chảy mỡ, có thể tưởng tượng được nhà họ Hồ này giàu đến cỡ nào. Lão Phu Nhân và Quý Thái Phi hẹn nhau ở một nhã gian ở lâu một tụ hiền cư, trước cửa nhã gian có vài bụi hoa cỏ thấp thoáng, xung quanh còn có người canh gác, một con ruồi cũng không thể bay vào chứ đừng nói là người. Chuyện đó đã chuẩn bị thế nào rồi? Quý Thái Phi nhìn Lão Phu Nhân hỏi. Lão Phu Nhân cung kính đáp, xin Quý Thái Phi yên tâm, gần như đã sắp xếp xong xuôi, tin chắc không cần đến 5 ngày là sẽ lật trời. Ai ra không muốn chờ quá lâu, người tranh thủ thời gian làm nhanh lên Quý Thái Phi không vui nói. Vâng, hai mắt Lão Phu Nhân hiện lên chút độc ác, chuyện này đã chuẩn bị sắp xong rồi, nhưng mà hình như bên phía Hoàng Thái Hậu vẫn chưa có ý định hạ chỉ. chương 227, Nô Tài dở trò, Quý Thái Phi cười lạnh, ý của lão phu nhân là ai ra không thể khuyên Hoàng Thái Hậu hạ chỉ được sao? Bây giờ Hoàng Hậu đã hạ chỉ, chuyện bà ta ban thêm một đạo ý chỉ để khẳng định là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Lão phu nhân cười mỉa, Quý Thái Phi hiểu lần rồi, lão thân không có ý này, không phải là do lão thân nóng vội quá sao? Oanh nhiễm cũng lớn rồi, tuy Hoàng Hậu nương nương đã hạ ý chỉ, nhưng Hoàng Thái Hậu vẫn luôn không thể hiện thái độ, vậy cũng không thể nào xác định ngày thành hôn được, chỉ có hôn ước mà không có ngày thành hôn thì không khỏi làm lòng người hoảng sợ. Quý thái phi nói, "Được, ai ra hứa với ngươi, ngày tin tức truyền ra cũng chỉ là ngày hoàng thái hậu hạ ý chỉ." Lão phu nhân nói, "Được, nếu đã như thế, lão thân chờ tin của quý thái phi." Nói xong đứng dậy hành lễ cáo lui, rời khỏi tụ hiên lâu, Thúy Ngọc cô cô nói, "Lão phu nhân, người cảm thấy có thể tin được lời quý thái phi nói sao?" lão phu nhân nghĩ một lúc có thể tin hay không thì cũng phải nhanh chóng làm xong việc này hôm nay tướng ra đi đâu hắn về lập tức báo cho lão thân biết vâng thúy ngọc cô cô nói lão phu nhân lại dặn dò đúng rồi nói với lam ngọc mấy ngày nay đừng chọc người của hạ trí uyển để tránh đánh rắn động cỏ thúy ngọc cô cô ngẩn ra chuyện này lão phu nhân đột nhiên nhìn nàng làm sao thúy ngọc cô cô nói nhỏ lão phu nhân hôm nay lam ngọc nói sẽ cho đại tiểu thư một bài học nhỏ cho bài học gì lão phu nhân vô cùng tức giận lão thân đã nói từ đầu nếu không có lệnh thì không ai được phép động hạ trí uyển thúy ngọc cô cô nhịn không được biện hộ cho nàng xin lão phu nhân bất giận lam ngọc cũng chỉ muốn chút giận cho người đúng là bậy bạ lão phu nhân bước nhanh ra ngoài nói nàng ta làm cái gì cũng không phải ra tay thẳng với đại tiểu thư chỉ sai Quế Viên và Tiểu Khuyên đi ra ngoài, dạy cho một bài học. Thúy Ngọc cô cô đuổi theo, Lam Ngọc làm việc có chừng mực, bà ta cố ý sai người đi ra ngoài rồi mới ra tay, như thế cho dù Đại Tiểu Thư có nghi ngờ thì cũng không tìm được chứng cứ. Lão Phu Nhân vẫn rất tức giận, sau khi lên xe ngựa lập tức cảnh cáo Thúy Ngọc, sau này nếu lão thân không ra lệnh, ai cũng không được phép chọc hạ trí uyển để tránh phá hư chuyện tốt của ta. Vâng, nô tỳ đã biết, cũng sẽ dặn dò Lam Ngọc. Thúy Ngọc cô cô lau mồ hôi trên trán, nhưng mà Lam Ngọc nói không nuốt trôi cục tức này, nếu Hạ Thương Mai bảo vệ hạ nhân như thế, bảo vệ cái tên quế viên kia như vậy, vậy thì để cô khó chịu. Nhưng mà Thúy Ngọc cảm thấy đại tiểu thư sẽ không nổi trận lôi đình vì một hạ nhân, dù sao hạ nhân chết rồi thì đổi người khác, hôm đó cứu quế viên cũng chỉ muốn thể hiện rằng cô rất tốt bụng hiền lành trước mặt mọi người. Khi Thương Mai về phủ, đã chiều tối. Trần Loan Loan không hồi phủ lại về tướng phủ của mộ dung tráng tráng thương mai cười nói hai người các ngươi không lo làm việc đàng quang cứ đi theo ta mãi không có chuyện gì khác để làm sao tráng tráng nhún vai ta còn cách nào sao không phải lão thất bảo ta rảnh rỗi thì để ý tướng phủ nhiều một chút mà ta đúng là rảnh thật không đến tướng phủ trông coi thì có thể làm thế nào loan loan nói tướng phủ có nhiều trò hay để xem luôn có kịch hay chơi vui Thương Mai bảy cười, thì ra người đang ao ước ta gặp chuyện sao, tất cả kịch hay của tướng phủ đều quay xung quanh ta, chỉ cần có chuyện xảy ra thì đều không phải là chuyện tốt. Nhưng mà đến cuối cùng tất cả chuyện xấu đều biến thành chuyện tốt, tỷ xem tỷ đi, lúc trước chỉ là một người đáng thương không ai thương yêu, được tướng phủ rèn luyện xong, bây giờ đã thay ra đổi thịt, cứ như đổi thành một người khác. Thương Mai nói, nếu dựa theo lời ngươi nói, vậy không lẽ ta phải cảm ơn tướng phủ sao? ba người nói nói cười cười đi vào, tuy thương Mai nói như vậy, nhưng trong lòng cũng thật sự cảm thấy tình cảm của cô đã tốt hơn lúc mới đến rất nhiều. Ít nhất bây giờ có bạn bè, khi còn ở hiện đại, cô cũng chưa từng nghĩ rằng đời này sẽ có bạn. Quay về Hạ Chí Uyển, không thấy Tiểu Khuyên và Quế Viên chạy ra đón, thương Mai gọi thử, chỉ thấy đao lão đại từ thư phòng bước ra, đại Tiểu Thư đã về rồi. Thương Mai bỏ hòm thuốc xuống, đúng vậy, Tiểu Khuyên đâu? bảo nàng ta pha cho công chúa và trần tiểu thư một ly trà tiểu khuyên và quế viên đi ra ngoài còn chưa về đao lão đại nói đi ra ngoài đi đâu thương mai ngồi xuống lau mồ hôi tuy đã chiêu tà nhưng bên ngoài vẫn còn nắng gắt thật sự rất nóng nói là đi ra ngoài làm việc là lam ngọc cô cô ra lệnh đao lão đại nói thương mai đột nhiên đứng lên lam ngọc cô cô ra lệnh cho bọn họ đi làm việc trong phủ không còn ai sao sao lại sai hai người bọn họ đi không biết ta không gặp tiểu khuyên quay về nói rồi dẫn quế viên đi cùng đao lão đại thấy thương mai thay đổi sắc mặt cũng hơi lo lắng họ đã đi được hai canh giờ vẫn chưa về không lẽ là đã gặp chuyện rồi tráng tráng nói tạm thời đừng lo lắng lung tung bắt người hả giận không phải là phong cách làm việc của lão phu nhân loại người như bà ta sẽ chỉ nhắm thẳng vào ngươi thương mai lắc đầu ta không lo lắng về lão phu nhân ta chỉ lo mấy tên nô tài kia tự ý làm việc. Lão phu nhân đúng thật là sẽ không chơi mấy trò vặt nhỏ nhặt này, đối với bà ta, đi làm khó một hạ nhân sẽ rất mất thân phận. Nhưng Lam Ngọc lại là người rất hẹp hòi, lúc trước cô từng đánh bà, không biết có thể thừa dịp cô không có ở đây mà báo thù không nữa. Mộ Dung tráng tráng nói, nếu ngươi lo lắng, ta cho người ra ngoài tìm thử xem. Thương Mai nói, được, làm phiên công chúa. Thương Mai biết tráng tráng có người âm thầm theo bảo vệ, cho nên để bọn họ quay về điều người đi tìm kiếm sẽ có hiệu quả hơn để cô đi mù quáng tìm kiếm một mình nhiều. Tìm suốt một buổi tối mà vẫn không có tin tức gì. Cuối cùng Thương Mai cũng không kìm nén được nữa, nói với đao lão đại, lại chỗ lão phu nhân mời Lam Ngọc cô cô đến đây. Dù ma ma nói, chỉ sợ là không mời được. Hai mắt Thương Mai hiện lên vẻ lạnh lùng, mặc kệ dùng bất cứ biện pháp nào, mời người đến đây là được đao lão đại nhận lệnh của thương mai, lập tức đi. Tráng tráng an ủi, người đừng quá lo lắng, có nhiều người đang tìm như thế, chắc chắn sẽ có tin tức nhanh thôi. Tráng tráng và loan loan đều cảm thấy chưa chắc đã xảy ra chuyện gì, có lẽ là thật sự gọi hai người bọn họ đi làm việc, dù sao ở thời khắc quan trọng thế này lão phu nhân cũng không cần chọc thương mai, bởi vì chuyện đốt nhà vừa mới kết thúc không bao lâu, tuy bây giờ hình bộ đã kết án, nhưng vẫn luôn nhìn chằm chằm tướng phủ, đặc biệt là bây giờ thương mai còn bắt đầu cướp mảnh đất hậu hoa viên cùng tướng phủ lão phu nhân hiểu rất rõ bây giờ mà chọc giận thương mai thì bà cũng không có lợi lộc gì nhưng thật ra trong lòng mộ dung tráng tráng cũng có hơi lo lắng mấy năm gần đây ở tướng phủ hai cô cô bên người lão phu nhân rất được yêu thích có lẽ thật sự có khả năng sẽ giấu lão phu nhân làm một vài chuyện gây tổn thương cho quế viên và tiểu khuyên nàng và trần loan loan liếc mắt nhìn nhau thật ra trong lòng trần loan loan cũng rất tốt bụng trong khoảng thời gian này ở chung với Tiểu Khuyên tương đối nhiều, chưa bàn đến chuyện có tình cảm gì hay không, nhưng nàng thật sự rất thích Tiểu Khuyên, cũng không hy vọng nàng ta gặp chuyện. Liên Thúy Ngữ và Thương Mai lại không lạc quan như thế, đặc biệt là Liên Thúy Ngữ, thấy Thương Mai lo lắng, bà cũng càng thêm đau lòng, từ lúc bà bị mù đến giờ, đã không có cách nào đọc sách được, mắt đã khá hơn một chút, miễn Cưỡng có thể nhìn thấy chữ, hôm nay bà lập tức chui vào thư phòng, cũng không biết Hạ Chí Uyển đã xảy ra chuyện lớn như thế đao lão đại chạy đến phòng của lão phu nhân, Lam Ngọc Cô Cô đang hầu hạ lão phu nhân ăn cơm. chương 228, không lớn không nhỏ. Đao lão đại không hiểu quy cũ, đứng trong sân la lớn, Lam Ngọc Cô Cô, đại tiểu thư mời ngươi sang đó. Có thị nữ nhanh chân bước ra, trừng mắt tức giận nói, ngươi là nô tài của viện nào. Dám đứng trước viện của lão phu nhân hô to gọi nhỏ. Ngươi có mấy cái đầu để rớt, mau về đi, đừng làm ồn lão phu nhân. Đao lão đại nhìn thị nữ nói, ta là người của hạ trí uyển, đại tiểu thư bảo ta đến mời Lam Ngọc Cô Cô sang đó. Lão phu nhân và Lam Ngọc Cô Cô ở trong phòng đã nghe được lời đao lão đại nói từ lâu, lão phu nhân lạnh nhạt ngẩng đầu liếc nhìn Lam Ngọc Cô nói, xem ra các người ngại lão thân sống an nhàn quá, vào ngay thời khắc quan trọng thế này, người chọc nàng ta làm gì. Thúy Ngọc cũng nói, Lam Ngọc, ta đã nói với người từ đầu là tạm thời đừng đụng đến bên kia, người lại cứ không nghe, Lam Ngọc cô cô phân bua, không phải chỉ là nô tài thôi sao? Có cái gì tốt mà phải làm lớn chuyện đến thế? Lão phu nhân yên tâm đi, nàng ta chỉ làm dáng thôi, thật sự không cần vì hai tên nô tài mà làm khó dễ lão phu nhân người. Hơn nữa nô tỳ cũng không có giết hắn, chỉ gọi người đánh gãy chân hắn thôi. Còn con nhà đầu kia thì đang nhốt bên trong túy nguyệt lâu, không bán đi, chỉ hù dọa bọn nàng. Lão phu nhân cười lạnh, sẽ không làm khó dễ lão thân. Vậy mấy ngày hôm nay nàng ta đã làm cái gì? Bây giờ lại tự tìm tới cửa, người tự đi giải quyết chuyện này. Lão phu nhân chỉ tức giận Lam Ngọc cô cô tự làm theo ý mình, cũng không thật sự cho rằng thương mai sẽ làm lớn chuyện lên vì hai tên nô tài, chẳng qua chỉ muốn ra oai này nọ mà thôi. Hơn nữa bây giờ cô đang được thế nên muốn nghĩ xem phải lập uy như thế nào, sao bà lại không hiểu loại tâm thái này chứ? Lúc trước rất nhiều người đều như thế, sau đó lại cảm thấy cái chuyện lập uy này chẳng qua chỉ là mặt ngoài, uy thế thật sự đã nội liếm, làm người ta nhìn thôi cũng thấy sợ. Lam Ngọc cô cô nói, lão phu nhân yên tâm, nô tỳ lập tức đi ra nói rõ ràng, không lẽ bây giờ nô tỳ quản lý tất cả hạ nhân trong phủ, không lẽ còn không có quyền lời sai vài tên nô tài đi ra ngoài làm việc sao? Nô tỳ cũng nên nhắc nhở đại tiểu thư một chút, tướng phủ hiện nay cũng không phải do nàng ta quản lý, ngay cả nhị tiểu thư cũng không kiêu ngạo như nàng ta. Lão phu nhân nghe vậy, đột nhiên ngẩng đầu nhìn bà, có phải nhị tiểu thư sai người đi làm không? Lam Ngọc cô cô nói, nhị tiểu thư cũng nhìn ngứa mắt, cho nên mới cùng nô tỳ trừng phạt một chút. Lão phu nhân bất giận, việc này sẽ không liên lụy đến người, nhị tiểu thư đã nói, có chuyện gì nàng sẽ tự mình gánh chịu. Lão phu nhân nghe bà ta nói xong lập tức giận xanh mặt, thì ra cả đám các ngươi đều giỏi quá rồi, chuyện gì cũng dám tự mình quyết định. Trong lúc nói chuyện, đao lão đại đã chạy vào, hắn là một người thô lỗ, không thể nào cãi nhau với thị nữ kia, cho nên dứt khoát xông vào. Lam Ngọc cô cô tức giận quát, người thật to gan, lão dám xông vào phòng của lão phu nhân. Cút đi! Đao lão đại lập tức không nói không rằng, túm chặt Lam Ngọc cô cô, lập tức kéo đi ra ngoài. Thúy Ngọc cô, cô thấy thế, kinh ngạc hô to cản lại, những cơ thể đao lão đại cực kỳ nhanh nhẹn, chỉ trong chốc lát đã kéo Lam Ngọc cô cô ra đến cửa viện. Thúy Ngọc cô cô kinh hãi nhìn lão phu nhân mặt xanh lẻ nói, người của đại tiểu thư đúng là quá ngang ngược, xem ra nhị tiểu thư và Lam Ngọc đúng là nên dạy dỗ nàng ta một bài học. Lão phu nhân cầm đúa, gắp một miếng thịt dê nhỏ bỏ vào miệng, giang bà không khỏe, nhưng lại cực kỳ thích ăn thịt dê hầm lần nào cũng phải dặn nhà bếp hầm suốt mấy canh giờ, hầm đến mức vừa bỏ vào miệng là tan. Bà cứ tưởng tất cả mọi thứ đều cần đến đúng thời cơ mới được vẫn còn thiếu một chút nữa mới đến thời cơ xử hạ thương mai, cho nên bà nhịn chuyện này. Lão phu nhân, Thúy Ngọc cô cô thấy bà không nói gì, lại gọi thêm lần nữa, cứ cảm thấy dựa theo tính tình của lão phu nhân thì sẽ không thể nào khoanh tay đứng nhìn được, dù sao thì bà cũng rất thương yêu Lam Ngọc. Để bà ta nhớ lâu chút đi, đừng tưởng là đi theo lão thân lâu năm thì sẽ trở thành chủ nhân, để cho bà ta hiểu ra, nô tài trước sau gì cũng là nô tài, cho dù chủ nhân có yêu thích đến thế nào thì cũng chỉ là một nô tài. Lão phu nhân vô cùng lạnh nhạt nói. Thúy Ngọc cô cô im lặng, thật ra bà cũng biết Lam Ngọc đã hơi vượt quyên, nhưng mà bà cho rằng lão phu nhân sẽ dung túng bà ta. Cũng vì lão phu nhân cương chiều nên mới làm bà ta không biết chừng mực, quên mất thân phận. Bà cũng xem chuyện của Lam Ngọc như một lời cảnh cáo, thật ra bà cũng đã hơi đắc ý vinh váo, không biết thân phận của bản thân. Sau khi Lam Ngọc bị đao lão đại kéo đi, cứ luôn lớn tiếng la hét om sòm, làm đao lão đại nổi giận, lạnh lùng quát, nếu bà lại la hét om sòm nữa, ta lập tức bẻ giang bài. Lam Ngọc vẫn luôn cho rằng lão phu nhân sẽ sai người đuổi theo, cho nên không hề sợ hãi, tức giận nói, ngươi dám. Nếu ngươi dám đụng vào nửa cọng lông của ta, lão phu nhân sẽ không tha cho ngươi, cái tên cầu nô tài này, cái thứ có mẹ đẻ ra không có mẹ dạy, lại dám leo lên đầu ta à. Đao lão đại có một khuyết điểm chính là không biết phân biệt nam nữ, chỉ cần chọc giận hắn là sẽ bị đánh, hơn nữa hắn gần như đã nói là làm nghe được lam ngọc vẫn cứ giận dữ mắng chửi hơn nữa còn mang đến mẹ của hắn lập tức nổi giận đùng đùng quay đầu lại đấm mạnh một đấm vào miệng lam ngọc hai cái răng cửa lập tức rụng xuống lam ngọc không ngờ hắn thật sự dám đánh bà hơn nữa còn đánh tàn nhẫn như thế bà che miệng lại khóc ré lên lúc này đao lão đại mới được yên lặng kéo bà ta đi đến hạ trí uyển trên đường gặp được rất nhiều hạ nhân thấy lam ngọc bị đao lão đại kéo lấy có người muốn chạy lên nghĩ cách cứu giúp, nhưng thấy mặt đao lão đại đầy sát khí, đều chỉ dám đi theo từ đằng xa, không dám tiến lên. Trước khi đao lão đại quay về, thương mai đã bảo du ma ma dẫn liên thúy ngữ về phòng nghỉ ngơi trước, cô không muốn để liên thúy ngữ nhìn thấy mấy cảnh bạo lực máu me. Trở về hạ Trí uyển, đao lão đại đẩy Lam Ngọc, Lam Ngọc lảo đảo quỳ xuống đất. Bà ta ngẩng đầu, thấy thương mai mặt mày âm trầm đứng trước mặt bà, đằng sau còn có đại trưởng công chúa và tiểu thư nhà họ Trần, bà ta cũng không hề hoảng loạn, chỉ ngẩng đầu lau vết máu trên miệng, suy một tiếng đầy khinh thường, tức giận nói, đại tiểu thư, tốt nhất người phải cho ta một câu trả lời. Thương Mai hơi ngồi sổ người xuống nhìn bà, được thôi, người muốn ta cho người câu trả lời gì. Nói xong, cô lập tức đỡ Lam Ngọc dậy, không cần hành lễ lớn như thế, đứng lên lại nói. Lam Ngọc hừ lạnh, lập tức đỡ tay cô đứng dậy, nhưng còn chưa kịp đứng vững, Thương Mai lại đột nhiên đạp một phát lên cẳng chân của bà, bà bị đau, lại bịch một cái quỷ xuống, người. Lần này thương mai không khom lưng xuống nữa, đứng thẳng ngạo nghễ nhìn bà ta, mặt lạnh lùng như băng tuyết, tiểu khuyên và quế viên đang ở đâu. Đầu tiên, Lam Ngọc đã bị đau lão đại đánh, bây giờ lại bị thương mai đá, trong lòng đầy tức giận, quay đầu lại nhìn ra sau, thấy người của lão phu nhân còn chưa đến, trong lòng không khỏi có chút hốt hoảng, nhưng mà chỉ lướt qua trong chốc lát, bà không tin lão phu nhân sẽ khoanh tay đứng nhìn. Bà đứng dậy, Kiều Căng nói, đại tiểu thư vừa đánh vừa măng kéo ta đến nơi này lại chỉ vì muốn hỏi hai tên nô tài kia đang ở nơi nào, đúng thật là buồn cười, ta còn phải nhìn chằm chằm bọn họ cho đại tiểu thư hay sao? Người trong phủ này đều không cần làm việc sao? Tiểu đao, có phải bà ta kêu tiểu khuyên và quế viên đi ra ngoài hay không? Thương Mai hỏi đao lão đại. Đao lão đại nói một cách khẳng định, đại tiểu thư, không sai, là bà già này bảo tiểu khuyên và quế viên đi mua đồ, Thương Mai nhìn chằm chằm Lam Ngọc hửm, vẫn không chịu nói sao. Lam Ngọc cười lạnh, đại tiểu thư nói như thế, ta mới nhớ ra, đúng vậy, ta đưa bạc bảo bọn họ đi ra ngoài mua ít đồ về, đến giờ vẫn chưa về sao. Có phải là lại lười biếng rồi không? Ta đã nói mà, phải dạy dỗ người trong hạ trí huyển lại cho đàng hoàng, không lớn không nhỏ. chương 229, oanh nhiễm đến cứu. Cái câu không lớn không nhỏ kia rõ ràng là đang chỉ thương mai, nhưng thương mai không có hứng thú đi đôi co với bà ta, xoay người đứng ở hành lang, lạnh lùng ra lệnh với đao lão đại, treo bà ta lên, hai chân cách mặt đất, khi nào bà ta chịu nói thì thả bà ta xuống. Chói người chính là chuyện mà đao lão đại dành nhất, trước khi đến kinh thành, hắn vì sống qua ngày mà từng đi giết heo. Hắn buộc chặt hai tay Lam Ngọc lại, thắt một cái húc dài, sau đó kéo bà ta lên cây hòe, treo lủng lẳng. Lam Ngọc sợ hãi kêu to, còn không quên đe dọa thương mai, Đại tiểu thư, nếu để lão phu nhân biết người dám đối xử với ta như thế, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho người. Thương Mai chỉ vờ như không nghe thấy, cứ ngồi dưới tàn cây uống trà cùng với Mộ Dung Tráng Tráng và Trần Loan Loan. Cảm xúc của ba người đang rất kém, lúc đầu Tráng Tráng còn ôm chút hy vọng, cho rằng hai người bọn họ chỉ không biết đi đâu mà thôi. Tuy Lam Ngọc không thừa nhận rằng đã ra tay với hai người bọn họ, nhưng từ vẻ mặt và cách ăn nói của bà ta là có thể nhìn ra được bà ta chắc chắn đã bắt hai người bọn họ rồi. Thương Mai tức giận vì quá sơ sót, cô vẫn luôn cho rằng, Tiểu Khuyên đã đi cùng cô lâu như vậy, từng trải qua rất nhiều âm mưu tính kế, chắc chắn nàng ta cũng đã tiến bộ cùng với cô, nhưng cô lại quên mất Tiểu Khuyên chỉ là một cô gái nhỏ, tuy nàng rất trung thành nhưng lại không có nhiều toan tính mưu mô, rất dễ bị người khác gài bẫy. Mà Quế Viên sau khi gặp phải một kiếp kia sau, đã trở nên lo sợ rè dặt, cũng có cảnh giác đó, nhưng sức lực yếu đuối, không làm được chuyện gì. Lam Ngọc vẫn còn đang tức giận mắng chửi, Thương Mai lạnh lùng nói, "Tiểu đao, ta đưa cho ngươi cây roi để trưng hay sao? Đến lúc cần dùng lại không thấy dùng." Đao Lão Đại đang chờ mấy lời này của Thương Mai, vèo một cái rút roi ra, ngẩng đầu quất mạnh lên người Lam Ngọc. Lam Ngọc bị đau, chu lên, "Lão phu nhân cứu mạng, giết người." Kêu đi, kêu lớn lên. Đao Lão Đại lại quất thêm một roi lần này đánh thẳng lên mặt lam ngọc lam ngọc chỉ cảm thấy một cơn đau rát giống như lửa đốt ập đến đau đến thiếu chút nữa đã ngất xỉu khi đao lão đại kéo lam ngọc đi đã có hạ nhân lập tức đi báo cho hạ oanh nhiễm biết hạ oanh nhiễm đang ở nhã thất ở sân sau sau khi tây môn hiểu nguyệt đi đến giờ nàng ta và phu nhân nguyệt nhung lại thân thiết với nhau hạ oanh nhiễm biết là vì chuyện của hai tên nô tài kia cười lạnh vì hai tên nô tài mà làm ầm lên như thế người không biết còn tưởng nàng ta yêu thương hạ nhân lắm phu nhân nguyệt nhung nhíu mày nói hạ thương mai ra tay rất ác độc chỉ sợ cuối cùng lam ngọc cũng sẽ khai con nên đi cứu lam ngọc về đi hạ oanh nhiễm bĩu môi kệ bà ta cho dù khai ra thì sao chứ con chỉ bảo bà ta kêu hai tên nô tài kia đi ra ngoài mua đồ chuyện còn lại không phải do con bày kế con đó phu nhân nguyệt nhung khuyên dù sao lam ngọc cũng là người bên cạnh lão phu nhân chưa chắc bà ta không biết được chuyện ngày hôm nay là do con sai khiến nếu con ngồi yên không quan tâm khoanh tay đứng nhìn lão phu nhân sẽ đánh giá con như thế nào bây giờ con vẫn chưa thể trở mặt với lão phu nhân được bà ta còn đang chạy ngược chạy xuôi giúp con hạo anh nhiễm nghe xong lập tức bực bội mẫu thân bây giờ điện hạ xa cách con chỉ sợ cho dù hoàng thái hậu có hạ ý chỉ thì hắn cũng không cưới con phu nhân nguyệt nhung vuốt mặt nàng đứa nhỏ ngốc chờ vết sẹo của con lành rồi hoàng thái hậu lại hạ ý chỉ thái tử điện hạ chắc chắn sẽ cưới con thứ hắn xem trọng chính là thế lực và mối quan hệ sau lưng phụ thân con không không chỉ là thế điện hạ thích con hạ oanh nhiễm nắm tay căm hận nói nàng ghét nhất là nghe người khác nói thái tử cưới nàng là vì phụ thân nàng thà rằng để người ta cảm thấy thái tử thích nàng nên mới cưới nàng nàng để ý đến như vậy là vì nàng biết được mục đích chân chính của việc thái tử cưới nàng có thể lúc trước không phải vì thế Lúc trước nàng và thái tử chỉ đơn thuần thích nhau, thái tử từng nói qua, cho dù nàng có là con gái của hạ thừa tướng hay không thì hắn vẫn sẽ cưới nàng. Nhưng mà sau này lại xảy ra rất nhiều chuyện, làm thái tử có ấn tượng xấu về nàng, mà tất cả những thứ này đều là vì hạ thương mai. Nàng thật sự rất hận hạ thương mai. Đúng vậy, thái tử đương nhiên là thích con rồi, nhưng mà oanh nhiễm à, yêu thích của nam nhân chỉ là thứ nhất thời, chỉ khi chính con nắm giữ quyền chủ động thì mới có thể phú quý cả đời, lúc trước mẫu thân của con cũng vì quá tin tưởng phụ thân con, cho rằng cả đời này ông ta đều sẽ đối xử tốt với mẫu thân, cho nên mẫu thân mới cho phép liên thị còn sống. Nếu sớm biết như thế, ngay năm thứ hai khi mẫu thân gả vào tướng phủ thì đã giết chết liên thị và hạ thương mai rồi. Phu nhân Nguyệt Nhung nói, trong mắt lại dâng lên cơn hận thù, bà thật sự rất hối hận. Bà thấy hạ oanh nhiễm vẫn hồn nhiên không muốn nghe bà khuyên, khẽ thở dài thôi, đi cứu Lam Ngọc về, đừng để lão phu nhân có ý kiến gì với con. Hạ Oanh Nhiễm chỉ đành đứng dậy, nàng biết bây giờ nàng vẫn không thể đắc tội lão phu nhân. Nàng bước vài bước, lại quay đầu lại nhìn phu nhân Nguyệt Nhung, "Mẫu thân, lúc trước mẫu thân nói Trần Ninh là phụ thân của con, mấy lời này rốt cuộc là thật hay giả?" Phu nhân Nguyệt Nhung nhìn nàng, cười khẽ, "Đương nhiên là gạt con rồi, ai bảo lúc đó con vô tình với mẫu thân đến thế." Hạ Oanh Nhiễm trừng mắt, tức giận nói, "Mẫu thân có biết con bối rối bao lâu không?" sao mâu thân lại lấy chuyện này ra đùa chứ phu nhân nguyệt nhung dỗ dành được rồi là mẫu thân không đúng mẫu thân xin lỗi con mau đi đi hạ oanh nhiễm yên tâm nhưng vẫn chưa hết giận được lát nữa con sẽ tính sổ với mẫu thân sau nói xong lập tức dẫn theo thị nữ đi mất đi đến cửa hạ trí uyển nàng lập tức nghe được tiếng kêu đây đau đớn của lam ngọc nàng bước nhanh vào vừa lúc nhìn thấy đao lão đại đang dơ roi đánh lam ngọc nàng gầm lên dừng tay Đao lão đại chỉ nghe lệnh thương mai, hoàn toàn lờ đi tiếng gầm giống của Hạ Oanh Nhiễm, tiếp tục đánh. Lam Ngọc bị quất vài roi, đau đến muốn ngất xỉu, ngay lúc hết đường cầu cứu lại thấy Hạ Oanh Nhiễm đi vào, vội vàng kêu cứu, nhị tiểu thư cứu nô tỳ với. Mộ Dung tráng tráng cười lạnh, xem ra Lam Ngọc rất hiếu đạo làm nô tài, ở trong phủ, đại tiểu thư không được sủng cho nên khi nói chuyện với đại tiểu thư luôn kiêu ngạo ương ngạnh, nhưng mà nhị tiểu thư vừa đến, lập tức xưng hô nô tỳ ngay, lật mặt nhanh thật. Hạ Oanh Nhiễm thấy mộ dung Tráng Tráng đang ở đây, cũng không thể làm quá, lập tức bước lên hành lễ, hỏi Thương Mai, Lam Ngọc là người hầu bên cạnh tổ mẫu, tỉ tỉ treo lên đánh như thế này không tốt đâu. Thương Mai cũng rất kinh ngạc trước sự xuất hiện đột ngột của Hạ Oanh Nhiễm, dù sao mấy ngày nay hai người bọn họ cũng không có tiếp xúc gì, Hạ Oanh Nhiễm đang cố gắng lấy lại tình cảm của thái tử, không có thời gian đến kiếm chuyện với cô. Thương Mai hiểu rõ tính tình của Hạ Oanh Nhiễm, Nàng chắc chắn sẽ không tốt bụng đến mức tới cứu Lam Ngọc, chỉ có một khả năng, chính là chuyện này là do nàng sai khiến. Xem ra treo lên đánh không có hiệu quả gì rồi, Lam Ngọc mạnh miệng, phải xài chiêu ác mới được. Cho nên, cô mỉm cười nhìn Hạ Oanh Nhiễm nói, "Muội muội nói cũng đúng, cứ treo lên đánh như vậy cũng không tốt, tiểu đao, thả bà ta xuống." Nói xong, quăng chủy thủ cho đao lão đại. Đao lão đại nhận lệnh, nhảy lên cắt đứt dây thừng, Lam Ngọc ngã bịch xuống đáy. Thương Mai nhìn Lam Ngọc, cố kìm cơn nóng nảy hỏi, Tiểu Khuyên và Quế Viên ở đâu? Lam Ngọc thấy Hạ Oanh nhiễm đến, lập tức không còn sợ hãi nữa, đại tiểu thư cần gì phải làm khó mấy hạ nhân như ta chứ? Làm sao ta biết được bọn họ đi đâu chứ? Không lẽ người của Hạ Chí Uyển lười biếng cũng phải tìm ta sao? chương 230, Khai Đao lão đại thấy bà ta vẫn cứ kiêu ngạo như vậy, cầm chủy thủ nhìn thương mai, đại tiểu thư, người ra lệnh đi. Thương Mai Bình chân như vậy ngồi đó nói, tiểu đao, bắt đầu từ gương mặt của bà ta, rạch từng đao một, đến khi nào bà ta chịu nói thì thôi. Hạ nhân đang vây xem ở bên ngoài, lúc trước Lam Ngọc có danh vọng rất cao trong phủ, từ khi quản gia hạ đoàn chết cháy đến giờ, bà đã quản lý hết tất cả hạ nhân trong phủ. Tuy rằng bà ta kiêu ngạo ương ngạnh, làm việc lại chuyên quyền độc đoán, nhưng vì bà là người của lão phu nhân, không có ai dám đắc tội bà, có oán hận cũng không dám nói tiếng nào, bây giờ thấy bà bị đánh thương tích đầy mình trong lòng mọi người đều đang âm thầm vỗ tay khen ngợi cách làm việc của lam ngọc và hạ đoàn hoàn toàn khác nhau hạ đoàn không phải thứ tốt lành gì nhưng cũng biết vừa dùng ân vừa dùng uy đối với hạ nhân cho nên tuy hạ nhân đều biết ông ta rất độc ác nhưng chưa bao giờ oán hận câu nào về ông ta lam ngọc gặp họa mọi người đều vô cùng sung sướng nhưng sau khi nghe thương mai ra lệnh mọi người không khỏi hoảng sợ không ngờ đại tiểu thư lại tàn nhẫn như thế những người từng xem thường thương mai cũng dối giết thay đổi cái nhìn. Đao lão đại cầm thủy thủy bước lên, cười hắc hắc nói, Lam ngọc cô cô đúng không? Đắc tội! Hắn giơ tay chém, ánh đáo lóe qua trước mặt Lam Ngọc. Lam Ngọc còn chưa lấy lại tinh thần, lập tức cảm thấy trên mặt lạnh băng, rồi sau đó lại đau rát, bà đưa tay lên sờ, tay toàn máu. Người thật độc ác, người sẽ bị quả báo. Lam Ngọc tức giận kêu, trốn ra sau, muốn để hạ oanh nhiễm che chở cho bà. Hạ Oanh Nhiễm không ngờ Thương Mai không thèm nể mặt nàng ta chút nào, lại dám đối xử với Lam Ngọc như vậy trước mặt nàng, không khỏi tức giận. Hạ Thương Mai, người đừng có khinh người quá đáng, có cần phải làm lớn mọi chuyện lên như thế chỉ vì hai tên nô tài sao? Thương Mai hoàn toàn không thèm để ý đến Hạ Oanh Nhiễm, chỉ nhìn chằm chằm Lam Ngọc nói không. Lam Ngọc co do, vẫn cứ mạnh miệng, ta đã nói ta không biết, người có giỏi thì tự đi mà tìm, hôm nay người làm ta bị thương, lão phu nhân chắc chắn sẽ không bỏ qua cho người. Có làm người bị thương hay không thì lão phu nhân nhà các ngươi cũng sẽ không bỏ qua cho ta. Thương Mai giơ tay, ý bảo Đao Lão Đại tiếp tục ra tay. Đao Lão Đại lại bước lên túm lấy Lam Ngọc, kéo bà ta ra. Hạ Anh nhiễm đá một phát, tức giận nói, cầu nô tài, trước mặt bổn tiểu thư mà còn dám làm càn như thế, người chán sống rồi à? Đao Lão Đại nghiêng người tránh thả Lam Ngọc ra rồi túm chặt lấy tay Hạ Oanh nhiếm kéo ra ngoài, quăng ra khỏi viện. Đao Lão Đại là một người không có quan niệm giai cấp, hắn chỉ nhận người cho hắn ăn cơm nếu Hạ Oanh nhiếm cản trở hắn thực hiện mệnh lệnh của Thương Mai, hắn cũng không nương tay. Hạ Oanh nhiếm tức xanh mặt, đời này nàng chưa bao giờ bị một tên nô tài nào đối xử như thế, lập tức nhảy cẫng lên. Chỉ vào đám gia đình tức giận nói các ngươi mù hết rồi à. Cả đám đều đứng chờ mắt nhìn ta bị người khác ăn hiếp, bắt hắn lại, ta cũng muốn nhìn thử xem đầu của hắn cứng đến cỡ nào. Đám gia đình không dám cãi lệnh hạ oanh nhiễm, chỉ đành nhắm mắt bước vào, thương mai lạnh lùng lướt qua, lạnh lẽo nói, lui dai. Mặt cô lạnh lùng, có cảm giác rất uy nghiêm, hơn nữa đại trưởng công chúa đang ở đây, trong lúc nhất thời không ai dám bước lên hết. Hạ oanh nhiễm dậm chân, được lắm, ngươi chờ, ta lập tức đi tìm tổ mẫu đến. Bên kia, đao lão đại lại rạch một nhát lên mặt Lam Ngọc, vệt máu đỏ tươi chảy dọc xuống gương mặt trông vô cùng kinh khủng dữ tợn trong tiếng kêu la như quỷ khóc sói chu của lam ngọc thương mai lạnh lùng nói tiểu đao chặt đứt ngón tay bà tai lam ngọc sợ đến run bần bật tuy nhị tiểu thư đã đi tìm lão phu nhân nhưng mà chờ đến khi lão phu nhân đến chỉ sợ bà đã mất mạng rồi ta nói ta nói cuối cùng lam ngọc cũng chịu khai khóc lóc nói mặt thương mai vô cùng lạnh lẽo nói Lam Ngọc khóc lóc nói, tiểu khuyên ở túy nguyệt lâu, còn quế viên, bây giờ chắc đang ở mảnh đất hoang ở ngoại ô. Túy nguyệt lâu, Trần Loan Loan nhảy dựng lên, bước lên tát mạnh hai cái lên mặt Lam Ngọc, đó là thanh lâu, cái thứ lão nô tài này, xem ta có lấy mạng ngươi không, người dám đối xử với tiểu khuyên như thế. Đánh xong, lại đạp một phát. Trần Loan Loan là người luyện võ, cú đá này lại dùng rất nhiều sức, đá thẳng vào bụng Lam Ngọc, Lam Ngọc khó thở, ngất xỉu. Mộ Dung Tráng Tráng cũng mặt mày tức giận, nhưng bây giờ cứu người là quan trọng nhất, lập tức ra lệnh cho người của nàng đi ra khu đất hoang ngoài ngoại ô tìm Quế Viên, còn Túy Nguyệt Lâu, nàng phải tự đi đến đó. Thương Mai, người và ta cùng nhau đi đến Túy Nguyệt Lâu. Mộ Dung Tráng Tráng nói. Thương Mai nhìn vẻ mặt của nàng, lập tức biết Túy Nguyệt Lâu không phải là một nơi bình thường, ngay cả đương kim đại trưởng công chúa cũng kiêng rẻ như thế. Trước khi đi ra ngoài, Thương Mai dặn dò đao lão đại, ở lại đây canh giữ, không có lệnh của ta, một con ruồi cũng không được phép tiếng vào, cũng không cho phép bất cứ kẻ nào đi ra ngoài. Còn bà già này, đao lão đại chỉ Lam Ngọc. Quăng ra ngoài, Thương Mai chán ghét nhìn thoáng qua. Bỏ qua cho bà ta dễ dàng như vậy sao? Trần Loan Loan không thể tin nổi hỏi Thương Mai. Thương Mai cười lạnh, nhìn cơ thể đang run bân bật của Lam Ngọc, sao có thể dễ dàng như thế được? Không, không đâu nhưng mà đầu tiên phải để bà ta quay về tìm lão phu nhân, gõ núi chấn hổ, cảnh cáo con cọp cái kia. Đao lão đại kéo Lam Ngọc quăng thẳng ra ngoài, sau khi quăng ra ngoài, hạ nhân mới dám đến gần, đưa bà ta về trong viện của lão phu nhân. Lão phu nhân còn tưởng là thương mai chỉ cảnh cáo nhẹ để răn đe, nghe hạ oanh nhiễm chạy lại đây nói còn cảm thấy có hơi làm quá, cái gì mà treo lên đánh rồi giật mặt, bà không cho rằng hạ thương mai dám làm như thế, dù sao Lam Ngọc cũng là người của bà nhưng mà khi nhìn thấy hạ nhân đỡ Lam Ngọc về, bà mới biết được hạ oanh nhiễm không hề nói quá. Người đâu, mời đại phu, suốt cuộc lão phu nhân cũng thương tiếc cho người của bà, thấy Lam Ngọc như thế này, cơn tức giận lúc trước đều rời lên người hạ thương mai. Lam Ngọc khóc lóc quỳ xuống đất, lão phu nhân, người phải làm chủ cho nô tỳ. Thúy Ngọc nâng bà dậy, cố kìm nén không khóc nói, sao đại tiểu thư lại nhẫn tâm như vậy chứ, mới có mười mấy tuổi mà đã độc ác như thế, sau này gả vào vương phủ rồi thì còn đến nước nào nữa chứ? Nàng ta đâu? Lão phu nhân lạnh lùng hỏi. Nô tỳ không chịu nổi tra tấn, đã khai. Lam Ngọc khóc lóc nói, bây giờ nàng ta và đại trưởng công chúa đã cùng nhau ra ngoài. Tổ mẫu, tuy nàng không có mặt, nhưng liên thị và gã sai vặt đã ra tay còn ở đó. Hạ oanh nhiễm vội vàng nói. Lão phu nhân ngẩng đầu nhìn hạ oanh nhiễm, nhịn không được tức giận nói, con cũng thật là, đang yên đang lành đi đụng nàng ta làm gì. Nàng không chọc con thì thôi đi, con còn đi trêu chọc nàng, bây giờ nàng là người xa cơ thất thế, người nào chọc chúng người đó xui xẻo. Tổ mẫu, con không phải là vì nàng nên thái tử mới xa cách con sao? Sao con có thể nuốt trôi cục tức này được? Hạ oanh nhiễm tuổi thân nói. Càng ngày nàng càng cảm thấy tổ mẫu yếu đuối, trước đây oai phong biết bao nhiêu chứ, bây giờ chỉ xử lý một hạ thương mai mà còn sợ đầu sợ đuôi. Lão phu nhân lạnh lùng nói, thái tử xa cách con, con cũng có lỗi trong đó, lúc đó con không nên bắt tay với lương thị và tây môn hiểu nguyệt, còn kéo thái tử dính vào, chuyện này làm thái phó rất tức giận, cũng tạo áp lực cho phụ thân của con. Hạ anh nhiễm thấy lão phu nhân cứ lo mắng nàng, không hề phái người đi bắt đao lão đại và liên thị, lập tức dậm chân nói, tổ mẫu, có phải người sợ liên thị không? Nếu người sợ thì có thể không đụng đến liên thị, bắt gã sai vật kia lại là được. Chương 231, Túy Nguyệt lâu. Lão phu nhân lạnh lùng nói, con câm miệng, quay về đi, tạm thời con không được phép động vào bất cứ một người nào ở Hạ trí Uyển hết, bây giờ con chỉ cần lo chữa trị vết thương trên mặt cho tốt, chờ gả cho thái tử, mấy chuyện khác đừng có xen vào. Hạ Anh nhiễm tức đến phát khóc, nhưng cũng sợ lão phu nhân tức giận không dám cãi lại, chỉ đành tức tối bỏ đi lam ngọc còn đang trông cậy lão phu nhân sẽ làm chủ cho bà bây giờ thấy lão phu nhân nói như thế sợ là sẽ không đi tìm hạ thương mai trong lòng bà vừa giận vừa sợ hôm nay bị đánh một trận nếu chuyện này cứ vậy mà bỏ qua vậy sau này bà còn có chỗ đứng trong phủ sao nghĩ đến đây trong lòng bà lại càng oán hận hơn xem ra nếu muốn chút giận thì phải đến tìm nhị tiểu thư lão phu nhân mệt mỏi phất tay bảo thúy ngọc cô cô dẫn người xuống quay về phòng chờ đại phu đến, Lam Ngọc tức giận nói, sao lão phu nhân lại sợ nàng như vậy chứ? Nàng đánh ta ra nỗng nỗi này, lão phu nhân còn không dám ra mặt cho ta nữa. Không phải không dám, mà là lão phu nhân có kế hoạch, người đừng quậy nữa, lần này nhặt về được cái mạng là tốt rồi, đại tiểu thư không giống khi xưa, nàng sẽ không nương tay với chúng ta nữa, người còn chưa học được bài học nào từ chuyện hạ đoàn sao. Thúy Ngọc khuyên, lam ngọc tức giận nói hạ đoàn làm sao so được với ta chứ ông ta chỉ là quản gia trong phủ nói trắng ra thì cũng chỉ là hạ nhân chúng ta cũng là hạ nhân lam ngọc tuy lão phu nhân rất yêu thương hai tỷ muội chúng ta nhưng mà ngươi không được quên chúng ta cũng chỉ là hạ nhân thậm chí còn không bằng hạ đoàn thúy ngọc nghiêm túc nói lam ngọc ngẩn ra một lúc sau đó lại khít mũi khinh thường ta không biết vì sao ngươi lại tự coi nhẹ chính mình người có còn nhớ lão phu nhân từng nói với chúng ta một câu sao bà ấy nói tuy thân phận của chúng ta là hạ nhân nhưng mà chỉ cần bà còn ở trong phủ thì không có ai dám xem chúng ta như hạ nhân cả tướng ra cũng nghe được những lời này chủ nhân có thể nâng đỡ nô tài nhưng nô tài lại tự nâng đỡ bản thân thì chính là không tự biết thân biết phận bỏ đi ta không nói với người nữa nếu lão phu nhân không muốn ra tay ta đi tìm nhị tiểu thư lam ngọc cố chấp nói vì giữ gìn tôn nghiêm của bà bà nhất định phải hả được cơn tức này. Thúy Ngọc lạnh lùng cảnh cáo người không được đi chiêu chọc bọn họ nữa có biết không? Ta đã nói lão phu nhân có kế hoạch đối phó nàng, nếu người dám phá hư kế hoạch của lão phu nhân, lão phu nhân chắc chắn sẽ không tha cho ngươi. Ta không tin lão phu nhân có kế hoạch gì, từ khi lui hôn đến giờ, lão phu nhân luôn bị nàng đè đầu, chịu thiệt mấy lần liên tiếp. Nếu chúng ta cứ tiếp tục khoanh tay đứng nhìn mãi vậy không phải con tiện nhân hạ thương mai kia sẽ cưỡi lên đầu lão phu nhân sao? thúy ngọc đây không phải vì ta là vì lão phu nhân người phải giúp ta thúy ngọc lắc đầu không ta sẽ không giúp người ta sẽ không cái lời lão phu nhân bà đã nói không được trêu chọc người của hạ trí uyển ta sẽ không đi ta cũng có bảo ngươi đi chọc đâu lam ngọc cô cô kéo tay bà ngươi đi tìm nhị tiểu thư thúy ngọc cô cô nghe thế đột nhiên lắc đầu không lam ngọc ta cảnh cáo người, nhất định không được. Lam Ngọc tức giận nói, được, người không giúp ta thì biến đi, không cần làm tỉ muội với nhau cũng được, thấy ta bị ăn hiếp đến thế này mà người còn không giúp ta, vậy làm tỉ muội để làm cái gì? Thúy Ngọc biết bà đã quyết tâm, thở dài nói, ta đi xem đại phu đã đến chưa? Lam Ngọc thấy bà đã nói đến nước này rồi mà bà ta vẫn không chịu giúp bà, không khỏi tức giận, giận dữ nói với theo bóng lưng của bà ta, Thúy Ngọc, ta của ngày hôm nay chính là ngươi của ngày mai, ngươi cứ chờ xem, đến lúc đó ta cũng không quan tâm đến ngươi. Tiếng nói của Thúy Ngọc từ xa xa truyền đến, nếu thật sự có một ngày như thế, ngươi cũng phải khuyên ta, đừng có không biết tự lượng sức mình, hoặc là đi mời đại phu đến cho ta. Lam Ngọc chán nản, đập bể một ấm trà, lạnh lùng nói, ngươi không giúp ta thì ta sẽ không còn cách nào sao. Lại nói đến thương mai và đại trưởng công chúa mộ dung tráng tráng lên xe ngựa, tráng tráng nói với phu xe, đi đỉnh phong hào. Thương Mai hỏi, không phải chúng ta đến túy nguyệt lâu sao? Tráng tráng nói, chúng ta không có chứng cứ chứng minh tiểu khuyên thật sự đang ở túy nguyệt lâu, cũng không thể xông vào điều tra, nếu điều tra cũng chỉ ép đối phương giết người diệt khẩu, liên lụy tiểu khuyên gặp chuyện thôi. Thương Mai không ngờ túy nguyệt lâu lại có địa vị lớn như thế, túy nguyệt lâu này có liên quan gì đến đỉnh phong hào thế? Túy Nguyệt Lâu là do nhị lão gia của nhà họ Hồ Đỉnh Phong Hào mở, rất nhiều quan lớn quý nhân trong kinh đều đến nơi đó vui chơi, sau lưng còn có một thế lực khác, cũng có thể cưỡng ép đi lục soát, nhưng mà túy nguyệt lâu có biện pháp bảo vệ rất tốt, trước khi đại đội nhân mã của chúng ta đến bọn họ đã chuẩn bị trước rồi, chúng ta không thể nào tìm được tiểu khuyên, bởi vì túy nguyệt lâu sẽ không bị chứng thực tội danh bắt gái nhà lành. Thương Mai cũng đã hiểu, cô nhìn mộ dung tráng tráng hỏi nhỏ, trừ cái này ra, túy nguyệt lâu còn có bối cảnh làm người ta khó xử nào nữa không? Mộ Dung Tráng Tráng im lặng một lúc, nói con trai trưởng của Hồ Nhị gia cưới muội muội của phu nhân Tiêu đại tướng quân, Túy Nguyệt lâu cũng có phần của phu nhân Tiêu đại tướng quân. Tiêu đại tướng quân, Thương Mai lập tức hiểu ra, là đại ca của Tiêu Thác, Tiêu Kiêu, ý của người là Tiêu Kiêu có phần trong Túy Nguyệt lâu. Là phu nhân của hắn, Mộ Dung Tráng Tráng nói nhỏ, vẻ mặt phức tạp khó nói nên lời, trước kia nàng ta chính là thị nữ hầu hạ cho ta. Nếu đã thế, vì sao chúng ta không trực tiếp đi tìm phu nhân đại tướng quân thương mai hỏi xong lập tức ý thức được bản thân đã hỏi sai rồi bởi vì sắc mặt của mộ dung tráng tráng đã trở nên rất khó coi trước kia thương mai chỉ biết được một số đoạn ngắn vụn vặt còn rốt cuộc giữa nàng và tiêu kiêu có chuyện gì thì cô hoàn toàn không rõ lắm mộ dung tráng tráng ngẩng đầu nhìn thương mai cũng giống như ngươi sẽ không đi tìm nhu nhi ta cũng không muốn đi tìm thanh thu hơn nữa nếu có đi tìm nàng thì nàng cũng sẽ không thừa nhận tiểu khuyên đang ở túy nguyệt lâu. Lại nghe thấy cái tên Nhu Nhi một lần nữa, trong lòng thương mai hơi xoắn lại, xem ra cái cô Nhu Nhi này thật sự rất có khả năng là tình địch của cô. Thanh Thu, là phu nhân của đại tướng quân sao? Vậy bây giờ chúng ta đi tìm ai? Chủ nhân của đỉnh phong hào sao? Đã chế thế này rồi, nàng ta còn chưa hồi phủ sao? Tráng tráng gật đầu, nàng ta sẽ không về sớm như thế, ta và nàng ta từng có duyên gặp mặt mấy lần, chắc là nàng ta sẽ nể mặt ta. Ừ, hy vọng là thế thương mai biết đỉnh phong hào là nhà giàu số một của Đại Chu, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy chủ nhân của bọn họ. Nếu không phải Tiểu Khuyên và Quế Viên gặp chuyện, cô sẽ rất chờ mong được gặp mặt người giàu nhất Đại Chu này. Đi đến đỉnh phong hào, tráng tráng lấy lệnh bài ra, dẫn ta đi gặp đại trưởng quỹ hồ của các người. Tiểu nhị của đỉnh phong hào thấy người đến là công chúa đương triều, hoảng sợ, vội vàng dân theo hai người vào. Đỉnh Phong Hào là một tòa kiến trúc ba tầng, chiều cao của tòa lâu không quá cao, nhưng rất khí phái, từ cửa chính bước vào là một cái quây bằng gỗ đỏ, trên quây đặt một cái cân, mấy cái chữ to màu vàng viết công bằng công chính. Đại trưởng Quỹ Hồ làm việc ở tầng cao nhất, lên đến tầng cao nhất rồi, nhìn thấy mấy cái bàn đặt trong một căn phòng làm việc rộng mở, thương mai lập tức cảm nhận được hơi thở của phòng làm việc thời hiện đại đổ ập đến. Chê như vậy rồi mà vẫn chưa được tan ca, đúng là làm người ta cảm thấy đây đúng là một công ty hiện đại ác độc chuyên bóc lột công nhân. chương 232, không có tiểu nha đầu. Người hầu dẫn các cô đến trước cửa một căn phòng, rồi khẽ gõ cửa đại tiểu thư. Chuyện gì thế, bên trong truyền ra một giọng nói cộc cằn. Vậy mà là một cô gái, làm thương mai rất ngạc nhiên. Công chúa Giá Lâm, người hầu nói. Bên trong yên tĩnh một lát, rồi tiếng bước chân vang lên, cánh cửa được mở ra, đập vào mắt là một cô gái mặc xiêm y màu xanh dáng vẻ rất hào hùng đường nét rõ ràng hơn nữa tóc cũng không búi mà buộc quan như một chàng trai nàng ta thấy công chúa thì hành lễ không biết công chúa đại giá quang lâm nên không tiếp đón từ xa thứ tội thứ tội mộ dung tráng tráng nhìn nàng ta rồi nói chúng ta vào trong rồi nói vâng nàng căn dặn người hầu người đi pha trà rồi mang vào đây vâng người hầu xoay người rời đi vừa bước vào phòng làm việc, thương mai vô thức quan sát nơi này, toàn bộ dụng cụ trong phòng đều là gỗ lim, vô cùng xa hoa, trên mấy chiếc bàn chất đầy sổ sách, làm người khác hoa mắt. Phòng làm việc này còn có một phòng tiếp khách nho nhỏ, hồ đại trưởng quỹ mời hai cô ngồi xuống, nàng ta cũng đang quan sát thương mai. Thương mai, vị này chính là trưởng quỹ hồ hạnh nhi của đỉnh phong hào, hoan hỉ, vị này là thiên kim của tướng phủ, hạ thương mai. Mộ dung tráng tráng giới thiệu hồ hạnh nhi nhìn thương mai với ánh mắt khác thường hóa ra ngươi là thiên kim tướng phủ tiếng tăm lừng lẫy hạ thương mai thương mai khẽ cười đáp từ tiếng tăm lừng lẫy này ta thật sự không dám nhận ngược lại ta đã nghe thấy danh tiếng của đỉnh phong hào từ rất lâu rồi nhưng không ngờ đại trưởng quỹ lại là một cô nương trẻ tuổi mộ dung tráng tráng cười nói đại trưởng quỹ là một cô nương hiếm có hồ hạnh nhi xua tay nói được rồi công chúa người đừng tâng bốc ta nữa ta chỉ là người làm ăn đầy mùi tiền thôi Thương Mai không muốn Hàn Huyên lãng phí thời gian nữa, sợ Tiểu Khuyên ở bên túy Nguyệt Lâu xảy ra chuyện, nên đi thẳng vào chủ đề, Hồ Đại Trưởng Quỹ, hôm nay ta mạo muội tới đây, là có một chuyện muốn nhờ Trưởng Quỹ giúp đỡ. Hồ Hạnh Nhi sảng khoái đáp, mời Đại Tiểu Thư nói. Thương Mai liền nói, ta có một nô tỳ bị bán vào túy Nguyệt Lâu, không biết ta có thể mời Trưởng Quỹ ra mặt, chuộc lại nô tỳ của ta không? Túy Nguyệt Lâu mua bao nhiêu bạc, ta sẽ trả gấp 10. Hồ Hạnh Nhi nhíu mày nói, nô tỳ của đại tiểu thư bị bán vào trong đó. Đại tiểu thư chắc chắn chứ? Chắc chắn, chính người bán nàng ấy đã nói cho ta biết. Thương Mai nói. Hồ Hạnh Nhi nhìn Thương Mai, đáy mắt hơi kinh ngạc, nhưng vẫn tán thưởng, đại tiểu thư vì một nô tỳ mà khổ tâm như vậy, thật khiến người khác phải kính phục. Nàng ấy đã làm rất nhiều chuyện vì ta, nên ta không hề muốn nàng ấy bị tổn thương. Thương Mai tha thiết nói. Hồ Hạnh Nhi gật đầu, được, ta nhất định sẽ giúp đại tiểu thư chuyện này. Thương Mai không ngờ nàng lại đồng ý nhanh như thế, nên vui mừng nói, vậy thì làm phiên đại trưởng quỹ rồi, ta sẽ nhớ kỹ phần ân tình này của trưởng quỹ. Hồ Hạnh Nhi mỉm cười nhìn mộ dung tráng tráng, ân tình gì chứ? Ta chỉ biết điều một chút thôi, bằng không trưởng công chúa mà hạ lệch, chẳng phải ta cũng làm theo giam giáp à? Vì thế tự biết điều nhận nhiệm vụ, còn có thể ra vẻ trước mặt công chúa một chút mộ dung tráng tráng cười mắng được rồi thu hồi dáng vẻ làm ăn của ngươi đi chuyện này phải dựa vào ngươi rồi hồ hạnh nhi cười nói quả thật chuyện này phải dựa vào ta nhưng hai người cũng phải đi theo chỉ ít là để bọn họ biết ta không cố ý tới quấy phá mà là có việc mới tới tìm mộ dung tráng tráng hỏi vậy thì sao chứ giờ còn có người dám khiêu khích uy nghiêm của hồ đại trưởng quỹ à bọn họ không muốn sống nữa sao mặc dù mộ dung tráng tráng đang cười nói nhưng giọng điệu cũng mang theo vẻ lo lắng. Hồ Hạnh Nhi nói, muốn một nhóm quan lớn thân phục một nhà đầu vắt mũi chưa sạch, liệu ai sẽ chịu phục chứ? Vì nể mặt lão gia tử, nên họ mới không dám tới gây sự với ta, nhưng sau lưng, không ai là không hận lột ra rút gần ta, nhất là bên thế thiếp, có chỗ dựa là phu nhân đại tướng quân, thì càng trắng trợn không kiêng rẻ hơn. Ừm, ta hiểu rồi, vậy chúng ta sẽ đi tới đó, nhanh lên, trong lòng thương mai đã nóng như lửa đốt rồi, hồ hạnh nhi cũng không lê mê nói đi liên đi lúc người hầu bưng trà vào bọn họ đã rời khỏi phòng rồi thương mai đi phía sau cảm thấy mặc dù hồ hạnh nhi chỉ là một cô gái nhưng rất có khí chất khí chất này giống như đã đứng trong thương trường từ rất lâu rồi đúng như công chúa nói nàng ta thật sự là cô gái hiếm có ba người ngồi xe ngựa đến ví nguyệt lâu giờ đang là thời điểm ví nguyệt lâu bắt đầu nhộn nhịp nhất ba người đều con gái nên không đi vào chủ lâu từ cửa chính, mà đi từ cửa phụ. Người hầu biết Hồ Hạnh Nhi, nên mời bọn họ vào trong. Người gọi đại thiếu gia của các người tới đây, Hồ Hạnh Nhi nói. Người hầu nói, đại trưởng quỹ đợi một lát, nô tài sẽ đi gọi ngay. Thái độ người hầu vô cùng cung kính, nhưng lúc lùi đến cửa, thương mai lại nghe thấy tiếng hử khẽ cực kỳ khinh thường của hắn ta. Cô nhìn về phía Hồ Hạnh Nhi, thấy nàng ta ngồi rất bình tĩnh, như thể không hề nhận ra. Ba người đợi đến nửa canh giờ, mới nhìn thấy một người đàn ông mặc xiêm y màu đỏ ở vào. Hắn chính là đại thiếu gia Hồ Hưng, con của chỉ hai nhà họ Hồ. Hồ Hưng không quen mộ dung tráng tráng, nhưng lại kinh ngạc trước ngoại hình của tráng tráng và thương mai, hắn quan sát tỉ mỉ một lát, rồi mới cười nhạo với Hồ Hạnh Nhi, ồ, muội muội định dẫn hai mỹ nữ này tới đây cho ca ca à. Dựa vào nhan sắc của họ, có thể đứng dâu túy nguyệt lâu của chúng ta rồi. Hồ Hạnh Nhi lạnh nhạt đáp, đúng vậy, ca ca cứ hỏi công chúa thử xem công chúa có đồng ý làm người đứng đầu túy nguyệt lâu của ca không. Hồ Hưng biến sắc, kinh ngạc quan sát thương mai và mộ dung tráng tráng, không biết công chúa mà Hồ Hạnh Nhi nói là vị nào. Mộ dung tráng tráng lạnh nhạt nói, ông chủ hồ, bản cung tới đây làm người đứng đầu cho các ngươi cũng được, nhưng ngươi phải thương lượng với tàu tử của ta trước. Tàu tàu của nàng, vậy chẳng phải là Hoàng Thái Hậu Đương Triều à? Hồ Hưng giật mình, vội nói công chúa thứ tội, miệng của thảo dân chỉ thích nói lung tung thôi. Hồ Hạnh Nhi nói, được rồi, đừng phí lời nữa, ta hỏi ca ca, có phải hôm nay có một tiểu nha đầu bị người khác bán vào túy nguyệt lâu của ca ca đúng không? Hồ Hưng nhìn Hồ Hạnh Nhi nghi ngờ, rồi liếc nhìn mộ dung tráng tráng, lắc đầu nói, hôm nay. Chuyện này ta không biết, ta không quan tâm đến mấy chuyện vụn vặt này. Mặc dù miệng hắn nói thế, nhưng trong lòng lại thâm mắng, quả thật hôm nay hắn vừa quay về đã nhìn thấy một tiểu nha đâu. Là do tú bà tự quyết định thu mua, nhưng nhà đầu này vừa vào đã khóc lóc ỉ ôi, còn muốn sống muốn chết, cực kỳ xui xẻo, giờ hắn đã sai người nhốt nàng ta lại, nếu không dạy bảo được thì bán lại cho lâu khác. Xem ra, nhà đầu này thật sự rất phiền phức, Hồ Hạnh Nhi tìm tới cửa rồi, còn dân công chúa tới nữa. Chuyện này hắn có chết cũng không thể thừa nhận. Hồ Hạnh Nhi nói ca ca không biết. Vậy ca ca đi hỏi người khác thử xem." Hồ Hưng ừm một tiếng, rồi quay đầu gọi người tới hỏi, "Người đâu, mau đi hỏi Hoa Nương xem, có phải hôm nay đã mua một tiểu nha đầu đúng không?" "Vâng." Người hầu đi ra ngoài, một lúc sau lại quay trở về báo cáo, "Đại thiếu gia, Hoa Nương nói hôm nay không mua một tiểu nha đầu nào hết." Hồ Hưng ấy náy nhìn Hồ Hạnh Nhi, "Muội muội, e là muội tìm nhầm nơi rồi, hôm nay túy Nguyệt lâu của chúng ta không mua nha đầu nào cả, hay là muội đi tới nơi khác thử xem?" Hồ Hạnh Nhi gần như tin vào lời hắn nói, em mờ, ta sẽ đi hỏi nơi khác, ca ca nói không mua nhà đầu nào thì thôi. Đúng rồi, dạo này túy nguyệt lâu làm ăn thế nào? Cũng không tốt cho lắm, Hồ Hưng nghe nàng hỏi vậy thì nhất thời cảnh giác, rồi vội đáp lại. Túy nguyệt lâu này cũng thuộc sản nghiệp của nhà họ Hồ, vì lúc trước bạc tiêu xài đều từ của chung, nhưng mọi lợi nhuận hắn đều không dâng lên, dẫn đến thua lỗ nặng, sổ sách mỗi quý đều là giả chương 233, lợi dụng bản cung. Hồ Hạnh Nhi nghe vậy thì nhíu mày nói, từ lúc ta tiếp quản đỉnh phong hào đến nay đã được một năm rồi, trong năm nay, hễ là chuyện làm ăn không có lợi nhuận hoặc không có hy vọng, ta đều gác lại hết. Nếu túy nguyệt lâu đến giờ vẫn lỗ vốn không có lợi nhuận, vậy thì chuyện làm ăn này không cần phải làm tiếp nữa, ta sẽ sai người kiểm tra sổ sách, cả bàn giao lại cho phòng thu chỉ đi, mấy ngày nữa ta sẽ sai người tới lấy. Hồ Hưng không ngờ Hồ Hạnh Nhi lại nói thế, lúc hắn nói không có lợi nhuận là sợ phải chia lợi nhuận cho nàng. Vì lão gia tử có quy định, hễ là chuyện làm ăn lấy vốn từ của chung, thì phải chia một nửa lợi nhuận, mấy năm nay hắn luôn nói với lão gia tử rằng túy nguyệt lâu không kiếm ra tiên, thật ra lão gia tử không tin cho lắm, nhưng ông xem như đây là khoản trợ cấp cho chi hai, hơn nữa ông cũng không tiến hành kiểm tra túy nguyệt lâu, nên miễn cưỡng bỏ qua. Nhưng Hồ Hạnh Nhi không phải là lão gia tử, sau khi nàng tiếp quản đỉnh phong hào, thì thủ đoạn rất tàn nhẫn, hê là chuyện làm ăn không có lợi nhuận, nàng đều cắt đứt một cách dứt khoát. Thương Mai mỉm cười, thật ra từ lúc Hồ Hưng phủ nhận hôm nay không có thu mua tiểu nha đầu nào, cô đã biết hắn đang nói dối. Nếu một người đang nói dối, cho dù lời nói dối đó có hoàn hảo đến đâu, thì nét mặt và ngôn ngữ cơ thể vẫn bán đứng họ, Thương Mai từng học tâm lý học, nên vừa liếc qua đã biết Hồ Hưng này đang nói dối. Hồ Hạnh Nhi không hề tỏ ra nghi ngờ về chuyện hắn phủ nhận, mà tin lời hắn ngay, nhưng nàng nhanh chóng di chuyển đề tài, muốn phá bỏ túy nguyệt lâu, đây quả thật là quyết định chí mạng với Hồ Hưng. Nên hắn không dám tiếp lời Hồ Hạnh Nhi, mà ngoan ngoãn quay lại đề tài, đúng rồi, muội 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 nói muốn tìm một tiểu nha đầu, rốt cuộc tiểu nha đầu đó là của nhà nào thế? Lúc này thương mai mới lên tiếng, đại công tử, tiểu nha đầu đó là của ta, có người nói đã nhìn thấy nàng ấy bị bán vào túy nguyệt lâu. Cô nương là, hồ hưng nhìn thương mai, rồi đánh giá cô lần nữa, mặc dù cô ở đó không lên tiếng, nhưng khí thế không hề thua kém đại trưởng công chúa và tiểu tiện nhân này. Ta tên là Hạ Thương Mai. Hạ Thương Mai. Hồ Hưng thật sự không hề xa lạ với cái tên này, nói cách khác, người trong kinh thành đều biết đến cái tên này, đó là nhiếp chính vương phi tương lai, là thiên kim của tướng phủ, dù hủy hôn với Lương vương nhưng không bị giáng tội, thậm chí còn được nhiếp chính vương và hoàng thái hậu tán thưởng. Nghe nói cô còn tự nhiên tinh thông y thuật giống người tiểu tiễn nhân nhà hắn trước đây chỉ là một tiểu nha đầu bảo sao nghe vậy vậy mà giờ bỗng trở nên hiểu biết mọi thứ chuyện này thật kỳ lạ tại sao gần đây mấy người phụ nữ luôn vùng dậy thế hóa ra là thiên kim tướng phủ thất lễ rồi hồ hưng ngoài cười nhưng trong không cười nói đại công tử quá lời rồi sau khi thương mai biết kế hoạch của hồ hưng thì cũng không vội mà bình tĩnh ngồi đợi hắn mang người tới hồ hưng hỏi hạ đại tiểu thư mới nói có người tận mắt chứng kiến tiểu nha đầu bị bán vào túy nguyệt lâu. Có khi nào người này nhìn lâm không? Thương Mai lắc đầu nói, có lẽ là không, bởi vì chuyện này do chính miệng người bán nàng ấy nói, nói ra sợ công tử chê cười, nhà đầu này đã đắc tội với ta, nên ta nhất thời tức giận nói muốn bán nàng ấy, rồi bị quản gia trong phủ nghe thấy, tưởng ta thật sự muốn bán nàng ấy, nên tự ý dẫn nàng ấy đến túy nguyệt lâu. Thương Mai nói thế là để nói cho Hồ Hưng biết, việc bán tiểu khuyên là lỗi của cô, không hề liên quan đến túy nguyệt lâu, nếu giao người ra, thì chuyện này sẽ được giải quyết ổn thỏa. Hồ Hưng nghe vậy thì mỉm cười, hóa ra là thế, nếu tiểu thư đã nói nhà đầu đó thật sự bị bán vào túy nguyệt lâu, có lẽ ngay cả hoa nương cũng không biết rõ, vì bà ấy luôn bận rộn nhiều việc, chỉ sợ không quan tâm đến mấy chuyện nhỏ nhặt này, hay là để ta đi ra ngoài hỏi người khác một lát. Thương Mai khẽ cười nói, làm phiền đại công tử rồi, ta thật sự đã quen với việc được nhà đầu này hầu hạ ở bên cạnh, nếu đổi người khác ta sẽ không quen, nên mới tới đây quấy rầy đại công tử. Không đánh không quen biết mà, đại tiểu thư đừng khách sáo, cứ ngồi đây uống trà đợi ta một lát. Nói xong, hắn liền chắp tay với mộ dung tráng tráng, rồi đi ra ngoài. Vừa đóng cửa lại, Hồ Hạnh Nhi đã cười khẩy, ta vẫn luôn không đồng ý chuyện giữ lại túy nguyệt lâu, nó nên sớm đóng cửa mới đúng. Mộ dung tráng tráng nhìn nàng nói, được rồi, người giúp bản cung như vậy có yêu cầu gì không? Hồ Hạnh Nhi oan uổng nói, công chúa hiểu lầm ta rồi. Ta đâu có yêu cầu gì chứ, ta chỉ thuận nước đẩy thuyền thôi. Không nói đúng không, vậy bản cung được xem là người thuận nước đẩy thuyền mộ dung tráng tráng khẽ nheo mắt nhìn nàng ta, rồi tức giận nói. Hồ Hạnh Nhi cười mỉa, quả nhiên không có chuyện gì có thể giấu được công chúa. Nàng nói với vẻ mặt ngưng trọng, là thế này, gần đây thái phó và lão gia tử rất hay qua lại với nhau, còn có ý định thay thái tử điện hạ đến nhà cầu hôn nữa, Cầu hôn, chẳng phải đã chọn được Vương Phi rồi à? Hoàng hậu đã hạ chỉ là thiên kim tướng phủ hạ oanh nhiễm rồi mà mộ dung tráng tráng ngạc nhiên nói. Hạ oanh nhiễm là thái tử Phi, nhưng thái tử vẫn có thể lấy thiếp mà. Hồ Hạnh Nhi hờ hững nói. Thương Mai và mộ dung tráng tráng liếc nhìn nhau, hoàng hậu và thái phó tính toán thật chu đáo. Đầu tiên để hạ oanh nhiễm làm chính Phi của thái tử, để củng cố thế lực trong triều, rồi sau đó sẽ cưới Hồ Hạnh Nhi làm thiếp vậy thì thái tử sẽ nắm giữ cả thế lực và tài lực có cây cổ thụ nhà họ hồ đây bọn họ muốn làm gì mà chẳng được mộ dung tráng tráng diễu cợt làm thiếp của thái tử cũng được sau này thái tử đăng cơ thái tử phi sẽ làm hoàng hậu còn người làm thiếp như ngươi dù có kém cỏi đến đâu cũng được phong làm phi nếu sinh được hoàng tử thì sẽ làm quý phi được rồi công chúa đừng chế diễu ta nữa làm quý phi hay thiếp thân gì của thái tử cũng được ai thích thì làm đi hồ hạnh nhi ta cũng chẳng thèm khát gì Thương Mai khẽ cười nói, nhưng nếu bị Hoàng hậu nương nương và Thái phó ngắm chúng, thì đại trưởng quỹ khó mà thoát khỏi. Vậy thì chưa chắc, Hồ Hạnh Nhi ra sức bĩu môi, đúng lúc hai người tìm tới đây, ta cũng có chỗ dựa rồi. Người đúng là mặt dày không biết xấu hổ, dùng một tiểu nha đầu để đổi lấy ân tình lớn như vậy với bản cung. Mộ Dung tráng tráng hừ một tiếng. Hồ Hạnh Nhi cười nói, người làm ăn mà, khó tránh khỏi ra mặt dày hơn một chút, công chúa tập quen là vừa. Mộ Dung Tráng Tráng quay đầu nhìn Hạ Thương Mai, ngươi nhìn xem, da mặt nàng ta còn dày hơn ngươi nữa. Lần này đổi thành Thương Mai oan uổng hét lên, ta mặt dày khi nào? Ngươi nói xem, Mộ Dung Tráng Tráng hử lạnh. Thương Mai ngẫm nghĩ một lát, quả thật cô đã mặt dày lôi kéo một đống chỗ dựa, nhưng có giao thiệp tại sao lại không sử dụng? Chẳng phải đây là một chuyện rất tốt ư? Phụ nữ dù có độc lập đến đâu cũng cần có sự giúp đỡ, con người là sống trong tập thể xã hội, nên có rất nhiều chuyện một người không thể làm được mà giao thiệp cũng là dựa vào bản lĩnh của mình mới lấy về được nói cách khác bản thân có giao thiệp chính là thể hiện bản lĩnh thấy thương mai không nói gì mộ dung tráng tráng lại nói tiếp chỉ có bản cung mới ngốc như vậy trong triều đại chu ta phần lớn các cô nương đều bị chàng trai đùa giỡn trong lòng bàn tay nhưng bản cung lại bị hai cô gái các ngươi nhiều lần lợi dụng bỏ đi ai bảo bản cung là người mềm lòng chứ Chẳng phải người cũng nhiều lần chứng kiến kịch hay à? Thương Mai nghĩ tới câu nói của Trần Loan Loan, không khỏi vừa tức giận lại vừa buồn cười. Cũng đúng, ta cũng không thiệt thòi gì." Mộ Dung Tráng Tráng hào phóng nói. Chương 234: AI cũng đừng hòng được ngủ. Hồ Hạnh Nhi nhìn Thương Mai, chỉ cảm thấy hai người gặp nhau quá muộn, lẽ ra nàng phải qua lại với cô gái như thế này nhiều hơn. Một lát sau, Hồ Hưng đi vào, vừa bước vào đã cúi người xin lỗi, "Ôi cha, thật ngại quá, hóa ra hôm nay túy nguyệt lâu của ta thật sự đã mua được một tiểu nha đầu, vì tiểu nha đầu được mua để phụ trong bếp phía sau, nên hoa nương không biết, lúc nãy ta mới dò hỏi một lượt, mới biết được lý đại nương ở bếp phía sau đã mua tiểu nha đầu này, là tiểu khuyên đúng không? Ta đã sai người dẫn nàng ấy lên đây rồi. Thương Mai cũng không tỏ ra vui mừng cho lắm, mà chỉ cười nói cảm ơn đại công tử. Đại tiểu thư khách sáo rồi. Chẳng mấy chốc, tiểu khuyên đã được dẫn lên mặt nàng đầy nước mắt, dáng vẻ hoảng hốt lo sợ, xiêm y bị kéo đến mức lộn xộn, trên mặt còn có dấu tay, xem ra là bị người ta đánh. Nàng vốn không muốn bước vào, tưởng người hầu kéo nàng vào trong để tiếp khách, nên ra sức vùng vây, đến khi nhìn thấy thương mai, nàng bỗng hỏa khóc lao tới. Mặc dù thương mai rất đau lòng, nhưng cũng không thể biểu hiện trước mặt hồ hưng, đành phải giận dỗi quát qua giáo huấn lần này, người đã thành thật hơn chưa? Tiểu Khuyên khóc lóc gật đầu, nụt tỷ biết sai rồi. Mặc dù nàng không thông minh, nhưng cũng đi theo thương mai được một thời gian, biết cô sẽ không vô duyên vô cớ mà nói câu đó. Thương mai nhìn Hồ Hưng hỏi, đại công tử đã mua bao nhiêu bạc? Ta nói rồi, ta sẽ trả gấp 10 số bạc đó. Hồ Hưng cười xua tay, chuyện này không cân đâu, đại tiểu thư là bằng hữu của muội muội ta, cứ coi như ta chỉ tiện tay giúp đỡ thôi. Thương Mai đành phải nói, vậy đa tạ đại công tử. Hồ Hưng sợ Hồ Hạnh Nhi lại nhắc đến chuyện sổ sách nên nói, được rồi, mời công chúa và đại tiểu thư về, hôm khác ta sẽ mời hai vị một bữa cơm, vì nơi này không thích hợp nên khá bất tiện. Mộ Dung tráng tráng đứng dậy nói, được, vậy ta đợi bữa cơm của đại công tử. Cung tiến công chúa, Hồ Hưng vội cúi người chào. Hồ Hạnh Nhi nhìn hắn, có chút muốn nói lại thôi, hành động này vốn là để cho Hồ Hưng nhìn thấy, nên vội nói, muội muội mau rời đi cùng công chúa đi, đây không phải là nơi con gái lui tới. Được rồi, chuyện của túy nguyệt lâu để sau hãng nói. Hồ Hạnh Nhi nói, rồi rời đi cùng tráng tráng và thương mai. Sau khi đi ra ngoài, Hồ Hạnh Nhi liền cáo từ. Thương mai và mộ dung tráng tráng lên xe ngựa, hơn nữa còn kéo theo tiểu khuyên, sau khi lên xe ngựa, thương mai mới vuốt ve mặt tiểu khuyên hỏi, ngoại việc đánh ngươi, bọn họ còn bắt nạt ngươi nữa không? Tiểu khuyên thuốc thiết đáp, bọn họ chỉ tát nô tì mấy cái, chứ không làm chuyện gì khác. Lúc này thương mai mới yên tâm, bị tát mấy cái thì tốt, cô chỉ sợ tiểu khuyên bị bắt nạt. Quế viên đâu, tiểu khuyên chợt nhớ ra, quế viên cũng bị dẫn đi, người đã tìm thấy quế viên chưa? Công chúa đã sai người đi tìm rồi, người yên tâm, quế viên sẽ không sao. Thương mai an ủi, nhưng trong lòng lại rất lo lắng. Tiểu khuyên khóc lóc nói, công chúa, là Lam Ngọc. Thương Mai thở dài, được rồi, ta biết rồi, người đừng nói nữa. Đáy mắt cô thoáng qua tia lạnh, cô chắc chắn sẽ không tha cho Lam Ngọc về chuyện hôm nay. Mộ Dung tráng tráng nhìn khuôn mặt đáng thương của Tiểu Khuyên, rồi khẽ thở dài, rốt cuộc tướng phủ muốn tác oai tác quái đến khi nào. Người vốn có thể gả đi từ sớm, nhưng tư chúc cô cô lại mất, nên lão thất phải túc trực bên linh cửu. Thương Mai khẽ cười đáp, ta thật sự không hề vội. Người hãm hại cô và nguyên chủ đều đang sống rất tốt, nên cô không vội lấy chồng, lúc cô về phủ người của công chúa đã trở về bọn họ đã tìm thấy quế viên ở vùng đất hoang ngoại thành nhưng người hắn đầy vết thương hai chân cũng bị đánh gãy lúc phát hiện ra đã thoi thóp rồi lúc thương mai đi vào thì không biết thấy du ma ma đứng bên cạnh chảy nước mắt thì tim trùng xuống rồi vội vàng đi vào thấy quế viên vẫn đang bất tỉnh khắp người đều là máu thì nhất thời bùng lên lửa giận người mau mang nước nóng vào đây thương mai thấp giọng căn dặn cố gắng đè nén cơn giận, đợi cô chữa trị cho Quế Viên xong rồi tính sau. Ngoài hai chân ra, mấy vết thương khác trên người Quế Viên cũng không nghiêm trọng cho lắm, hai xương bắp chân đều bị gãy, nếu không chữa trị ổn thỏa, chỉ sợ sau này sẽ không đứng lên được. Sau khi rửa sạch mấy vết thương khác, Thương Mai lấy một tấm gỗ để cố định xương, rồi kê đơn thuốc bảo Du Ma Ma nhanh chóng đi ra ngoài hốt thuốc. Mộ Dung Tráng Tráng cũng không làm phiền Thương Mai, mà để lại mấy thuộc hạ rồi rời đi. Tiểu khuyên không quan tâm đến vết thương trên người mình, mà kiên trì tới đây chăm sóc cho quế viên, rồi giúp thương mai một tay. Đao lão đại hận đến nghiến răng nghiến lợi, mấy lần muốn vác đao đi giết Lam Ngọc, nhưng đều bị thương mai ngăn cản. Su ma ma hốt thuốc và, rồi đi sắc ngay. Quế viên đã tỉnh lại, nhưng vẻ mặt vô cùng hoảng loạn, thương mai nói nhỏ vào tai hắn mấy câu, hắn mới bình tĩnh lại. Hắn nhìn thương mai, cơn đau gãy chân làm hắn khó chịu, nhưng hắn vẫn nhẫn nhịn, an ủi thương mai, đại tiểu thư, ta không sao. Trong lòng thương mai cực kỳ khó chịu, cảm giác này rất tồi tệ, cô biết gãy chân rất đau đớn, vì muốn cho quế viên dễ chịu một chút, cô đã châm cứu làm hai chân hắn tạm thời mất đi cảm giác, rồi đi nấu súp nhân táo hợp hoan bì để hắn dễ ngủ. Cô căn dặn du ma ma, đợi quế viên tỉnh lại, thì cho hắn uống thuốc ngay. Đúng lúc này, đào lão đại bóng đi vào bẩm báo, đại tiểu thư, Bức tường mà chúng ta vừa mới xây bên hậu hoa viên đã bị đạp đô rồi. Hơn nữa, toàn bộ gỗ cũng bị thiêu hủy. Cái gì? Tiểu khuyên kinh ngạc thốt lên. Mấy cây gỗ đó là dùng để xây một căn phòng nhỏ ở bên hồ. Hơn nữa, đó đều là loại gỗ cực kỳ tốt, phải tốn rất nhiều bạc để mua đó. Đao lão đại nói: Ta không biết ai đã làm, nhưng ít nhất là hai ngày tới thợ sẽ không thể nào khởi công được. Tiểu khuyên tức giận nói: Thật quá đáng. Thương Mai chỉ châm ngâm một lát rồi bắt đầu rửa sạch vết thương trên mặt quế viên đây đều là những vết thương nhỏ nên cô xử lý sau cùng xử lý xong cô rửa sạch vết máu trên tay rồi nói với đao lão đại người đi cùng ta tới phòng lão phu nhân đao lão đại chỉ đợi câu này của cô thậm chí hắn còn nghĩ nếu đại tiểu thư không nói gì tối nay đợi sau khi mọi người ngủ say hết rồi hắn sẽ đi đánh lam ngọc một trận ngay thị vệ mà mộ dung tráng tráng để lại nói với thương mai đại tiểu thư cứ việc đi đi công chúa đã căn dặn, nếu có chuyện gì công chúa sẽ chịu trách nhiệm. Đa tả, thương mai gật đầu, rồi dẫn đao lão đại rời đi. Lão phu nhân đã sớm đi ngủ rồi, Thúy Ngọc đang gác đêm thì thấy muộn thế này rồi mà thương mai lại tới đây, đồng thời vẻ mặt rất u ám, nên biết sắp xảy ra chuyện rồi. Hơn nữa, nửa canh giờ trước, bà thấy Lam Ngọc lén la lén lút đi ra ngoài, không biết có phải lại đi gây chuyện nữa không. Đại tiểu thư, muộn thế này rồi tiểu thư tới đây có việc gì thế? Thúy Ngọc lấy can đảm hỏi. Thương Mai ngước đôi mắt thâm trầm của mình lên hỏi, lão phu nhân ngủ rồi à? Bẩm đại tiểu thư, lão phu nhân đã ngủ rồi. Giờ Thúy Ngọc đã trở nên cung kính với Thương Mai, mặc dù trong lòng rất khinh thường cô, nhưng những lúc quan trọng thế này thì không thể đắc tội với cô được. Bà đi bẩm báo với lão phu nhân rằng, ta sẽ đi báo quan, tố cáo lão phu nhân đã thương một nô tài. Thương Mai lạnh lùng nói. Chuyện này, Thúy Ngọc cả kinh, nhưng lão phu nhân ngủ rồi, hay là ngày mai đại tiểu thư hàng tới? Nếu lão phu nhân ngủ rồi thì bà kêu dậy, tối nay đừng ai nghĩ đến việc sẽ được ngủ ngon giấc Thương Mai lạnh mặt, rồi đi thẳng lên thêm đá, đá tung cánh cửa, bước vào đại sảnh. chương 235, Thành Ý Thúy Ngọc thấy cô tức giận như vậy cũng không dám dám thất lễ, vội đi vào gọi lão phu nhân. Mấy ngày nay lão phu nhân đều mất ngủ, phải dựa vào trà an thân mới có thể ngủ được. Lúc này bà ta mới vừa chợp mắt thì Thúy Ngọc liền đi tới, nhẹ giọng hô lên, lão phu nhân. Lão phu nhân đột nhiên mở mắt ra, giận dữ nói, tốt nhất là người có chuyện quan trọng. Thúy Ngọc hoảng hốt nói, lão phu nhân, đại tiểu thư đến rồi, bảo là muốn báo quan. Lão phu nhân giận dữ, nàng ta điên rồi sao? Nàng ta còn chê gần đây tướng phủ xảy ra quá ít chuyện sao? Vụ án hỏa hoạn vừa mới khép lại lúc này có bao nhiêu người còn đang nhìn chằm chằm tướng phủ chứ? Bây giờ nàng ta đi báo quan là muốn tướng phủ ta không được sống yên ổn à? Thúy Ngọc bất đắc dĩ nói, lão phu nhân, xem ra đại tiểu thư rất tức giận, việc này phải chờ lão phu nhân đi ra nói một tiếng mới được. Lão phu nhân xua tay, không, lão thân không thể nói với nàng ta. Lúc này cả người lão thân đều là lửa giận, không phát thiết được, tránh hỏng chuyện. Nói xong, bà ta đột nhiên cả giận nói, rốt cuộc nàng ta muốn thế nào. Người cũng đã bị đánh thành như vậy mà lão thân cũng không tìm nàng ta hỏi tội ngược lại nàng ta đêm hôm khuya khoát còn tới đây hưng binh vấn tội. Bây giờ nàng ta thật sự xem mình là nhiếp chính vương phi rồi à. Bà ta vừa dứt lời, thì có một tên gia đình ở cửa bẩm báo, lão phu nhân, hậu hoa viên cháy rồi, toàn bộ số gỗ mà huyện chúa đan thanh dự định xây phòng ở đều bị cháy rụi cả rồi, hơn nữa bức tường vừa mới xây cũng bị đẩy ngã lão phu nhân xanh mặt nhìn chằm chằm thúy ngọc lam ngọc đâu thúy ngọc không dám nói nhìn thấy nàng ta đi ra ngoài chỉ nói sau khi đại phu trị liệu cho nàng ta xong thì nàng ta vẫn luôn ở trong phòng nghỉ ngơi gọi nàng ta qua đây trước lão phu nhân nhớ tới hành động của nàng ta hôm nay bà ta rất không cam lòng cũng oán giận bản thân không ra mặt vì nàng ta cái người cực kỳ ngu xuẩn này thúy ngọc bảo gã sai vặt đi gọi lam ngọc còn mình thì thay siêm y cho lão phu nhân bà ta mới vừa mặc xiêm y cho lão phu nhân xong thì lam ngọc liên đi vào bởi vì bị roi quất nên nàng ta bước đi khập khánh nhưng đáy mắt lại ngập tràn sự đắc ý lão phu nhân ngài gọi nô tỳ sao lam ngọc tiến vào hỏi đám cháy ở hậu hoa viên là do ngươi làm lão phu nhân nén giận cố gắng tỏ ra ôn hòa hỏi lam ngọc thấy lão phu nhân hoàn toàn không có ý trách cứ liên thừa nhận lão phu nhân đúng là do nô tỳ và nhị tiểu thư làm Lão phu nhân nhìn bà ta hỏi, Lam Ngọc, người đã theo lão thân bao nhiêu năm rồi? Lam Ngọc không hề nghĩ ngợi liên trả lời ngay, nô tỳ 13 tuổi đã đi theo bên cạnh lão phu nhân, đến bây giờ đã ba bốn chục năm rồi. Ba bốn chục năm, thời gian dài đằng đẵng, ngươi và Thúy Ngọc đều không lập gia đình, vẫn đi theo lão thân. Những năm qua lão thân cũng chưa từng đối xử tệ bạc với các ngươi, có phải không? Lão phu nhân hỏi. Lam Ngọc biết ơn nói, lão phu nhân vẫn luôn đối xử rất tốt với nô tỳ và Thúy Ngọc, nô tỳ vô cùng biết ơn ngài. Giọng nói của lão phu nhân trở nên lạnh lẽo, Lam Ngọc, đây là lần cuối cùng lão thân bảo vệ ngươi. Sau khi chuyện này qua đi, ngươi hãy rời khỏi tướng phủ đi. Lam Ngọc ngẩn người, đôi môi hơi run rẩy. lão phu nhân đây là ý gì? Lão phu nhân chỉnh lại siêm y, bây giờ hạ thương mai đang ở bên ngoài, nàng ta tuyên bố sẽ báo quan. Ngươi nói nên làm thế nào đây? Lam Ngọc khinh thường nói, báo quan, quan phủ đâu phải là nhà của nàng ta. Nàng ta nói báo quan, vậy phải có chứng cứ. Hơn nữa, chẳng qua chỉ là hai nô tài, chưa chắc quan phủ sẽ thụ lý vụ án này. Lão phu nhân ngạc nhiên nhìn Lam Ngọc, gần như không tin chính miệng bà ta lại nói ra những lời như vậy. Bà ta nhớ trước kia sở dĩ để bạt bọn họ hầu hạ bên người là vì bọn họ thông minh, hiểu chuyện nhưng mà bắt đầu từ lúc nào bọn họ đã trở nên kiêu ngạo, ương ngạnh hơn nữa lại còn vô tri ngu xuẩn đến thế. Ngươi là nói, nàng ta đường đường là thiên kim của tướng phủ, đi báo quan, quan phủ sẽ không thụ lý. Lão phu nhân giận tái mặt hỏi. Nô tỳ Lam Ngọc thấy lão phu nhân bỗng nhiên tức giận, nhất thời ý thức được mình đã chạm đến vảy ngược của lão phu nhân, bà ta vội vã quỷ xuống, lão phu nhân bất giận, nàng ta nói muốn báo quan, lão phu nhân không cho nàng ta đi, không phải được rồi sao? Lão phu nhân có thể giam lỏng nàng ta, trong phủ đều là người của ngài, tất cả chỉ nghe lời của ngài. Chỉ cần giam lỏng nàng ta, cũng không cho người ngoài bước vào hạ chí uyển, thì nàng ta sẽ không còn bản lĩnh chống đối với ngài nữa rồi. Lão phu nhân nghe xong lời này cười giận dữ, được lắm, Lam Ngọc, người đúng là đã đánh giá lão thân quá cao. Lão thân thật sự không có bản lĩnh giam lỏng nàng ta, người cho rằng nàng ta vẫn là hạ thương mai trước kia sao? Người cho rằng lão thân có thể ngăn cản được nhiếp chính vương và đại trưởng công chúa đến phủ tìm nàng ta sao? Thúy Ngọc cũng không nhịn được nói, Lam Ngọc, người có biết, nếu thật sự báo quan, ngươi là người giáp tâm hại người hơn nữa còn buôn bán người, cho dù không phải tội chết nhưng cả đời này ngươi cũng không ra ngoài được nữa đâu. Lúc này Lam Ngọc mới hoang mang, bà ta vội vã dập đầu, lão phu nhân, ngài phải cứu nô tỳ. Vốn dĩ nô tỳ chỉ muốn dạy cho nàng ta một bài học, không ngờ lại gây ra họa lớn như vậy. Lão phu nhân lặng lẽ nói, cho nên vừa rồi lão thân đã nói, đây là lần cuối cùng lão thân bảo vệ ngươi sau khi xong chuyện ngươi hãy rời khỏi tướng phủ đi bà ta không cần một người ngu xuẩn như vậy ở bên cạnh mình nếu không phải để ý đến việc bà ta biết quá nhiều bí mật của mình lại còn hầu hạ mình nhiều năm như vậy thì bà ta tuyệt đối sẽ không giúp bà ta thêm một điểm mấu chốt nữa là bà ta không muốn chuyện này kinh động đến quan phủ lam ngọc tuyệt vọng ngồi bệt xuống đất bà ta chưa từng nghĩ tới việc sẽ rời khỏi tướng phủ bà ta vốn dĩ có thể dựa dẫm vào lão phu nhân để sống một đời vinh hoa phú quý tuy trên danh nghĩa bà ta là người làm nhưng bây giờ bà ta ở tướng phủ có thể nói là muốn gì được nấy rời khỏi tướng phủ bà ta chẳng là gì cả lão phu nhân đanh mặt lại nói đi thôi thương mai vẫn ngồi trong chính sảnh những người trong phòng đều biết cô đến là để khởi binh hỏi tội cũng không dám lơ là lập tức châm trà thêm bánh để cho một mình cô từ từ thưởng thức con người chính là kỳ lạ như vậy rõ ràng cũng là một người, nhưng trước khi họ nổi nóng thì không ai xem cô ra gì cả nhưng một khi đã nổi cơn thịnh nộ thì không ai dám xem nhẹ nữa. Lão phu nhân, thị nữ thấy lão phu nhân đã tới, nàng ta thở phào nhẹ nhóm, vội vàng hành lễ sau đó lui sang một bên. Lão phu nhân cất bước đi vào, cũng không nhìn thương mai, cứ đi thẳng tới chỗ ngồi, ngồi xuống. Thúy Ngọc đi theo bên cạnh bà ta, Lam Ngọc đứng ở cửa, do dự cả buổi cũng bước vào theo. Sau khi ngồi xuống, lão phu nhân nhìn vẻ mặt âm trầm của thương mai, nói đi, tối như vậy rồi mà người còn đến đấy. Rốt cuộc là vì chuyện gì? Thương mai ngước mắt lên, trước tiên là nhìn lướt qua vẻ mặt của Lam Ngọc, sau đó mới chậm rãi rơi lên mặt của lão phu nhân, hai người trong phòng của ta, một người bị bán đến túy nguyệt lâu, một người bị thương nặng đang ở khu đất hoang ngoài thành. Lão phu nhân dự định giải thích với ta như thế nào về chuyện này đây? Người muốn giải thích gì? Lão phu nhân nheo mắt nhìn thương mai, sự chịu đựng của bà ta đối với hạ thương mai đã đến cực hạn, nhưng bà ta không thể không nhịn thêm mấy ngày nữa. Thương mai xòe tay, hại người, bán người hầu trong phòng ta đến túy nguyệt lâu, đây là tội hình sự, ta yêu cầu báo quan. Báo quan, lão phu nhân nhăn mày, người cảm thấy đây là cách xử lý vấn đề tốt nhất sao? Bây giờ tướng phủ của chúng ta đã lắm thị phi, Báo quan chỉ sẽ khiến người ta chỉ trò tướng phủ chúng ta thêm hơn mà thôi, lão thân không đồng ý. Thương Mai khẽ nói, lão phu nhân không đồng ý, vậy ngài định dự định giải thích với ta thế nào? Ta đã đưa ra ý kiến của mình rồi, cũng đã bàn bạc với lão phu nhân, mong rằng lão phu nhân cũng thể hiện thành ý của mình rõ ràng một chút. Chương 236, trà độc. Hạ Nhân dâng trà tới, lão phu nhân cầm lên nhấp một ngụm nhỏ, nhìn Hạ Thương Mai qua làn sương mờ mịt. Bà ta biết mục đích của cô, báo quan chỉ để thu hút sự chú ý của mọi người, như vậy mọi người sẽ chú ý tới tướng phủ, đồng nghĩa với việc giám sát tướng phủ. Lão phu nhân nặng nề thở ra một hơi, Lam Ngọc cũng đã bị ngươi dùng hình, chuyện này chúng ta bỏ qua đi. Lão thân cho người gửi thêm ít đồ tới Hạ Chí Uyển coi như Lam Ngọc xin lỗi ngươi, ngươi thấy như vậy có được không? Thương Mai cười khẩy, không, lão phu nhân, mặc dù Hạ Chí Uyển không giàu có như các nhà khác ở tướng phủ nhưng thứ gì cần có đều có không cần lão phu nhân ban thưởng lam ngọc nghe thấy thương mai ham dọa không chịu nhượng bộ thì rất tức giận không phải ngươi cũng đã đánh ta rồi đấy sao nếu truy cứu trách nhiệm thì lão phu nhân cũng có thể truy cứu ngươi người, người trêu chọc trước là kẻ hạ tiện ngươi không biết sao thương mai lạnh lùng nhìn bà ta hơn nữa ta đang nói chuyện với lão phu nhân liên quan gì đến ngươi đứng sang một bên lão phu nhân nhìn lam ngọc đang đầy giận dữ thì nói được rồi ngươi xuống đi Lam Ngọc không cam tâm, lão phu nhân, cho dù báo quan thì chúng ta cũng không chịu thiệt đâu. Nàng ta đâu có bằng chứng chứng minh là ta làm, cũng không phải nàng ta nói gì quan phủ cũng tin. Lão phu nhân đập bàn, nghiêm giọng nói, cút. Lam Ngọc bị cơn giận của lão phu nhân dọa sợ bất xác dùng mình, không dám nói thêm gì nữa, mang tâm trạng khó chịu lui ra. Lão phu nhân nhìn thương mai, lão thân cảm thấy không thể báo quan, nếu ngươi vẫn thấy không thoải mái thì hãy đánh bà ấy thêm lần nữa, Lam Ngọc ở ngoài cửa nghe thấy câu này thì không thể tin vào tai mình. Vừa rồi lão phu nhân còn nói sẽ bảo vệ bà lần này, vậy mà bây giờ lại cho Hạ Thương Mai đánh bà để chúc giận. Thương Mai đáp lời: Có lẽ lão phu nhân cũng biết trận hỏa hoạn vừa nãy ở hậu hoa viên đã thiêu dụi rất nhiều vật liệu gỗ của ta, mà tường vây cũng bị đổ. Lão phu nhân hừ lạnh: Người định tính món nợ này cho lão thân à? Chỉ cần điều tra là sẽ biết ai làm. Thật ra sự đối lập trong tướng phủ rất rõ ràng không phải người của ta thì át là người của lão phu nhân. Vậy ai biết được có phải ngươi cố ý cho người phóng hỏa, đẩy tường vây rồi đổ tội cho lão thân không? Lão phu nhân cũng không ngốc, nếu thừa nhận vào lúc này thì hạ thương mai sẽ càng có lý để không tha hơn. Thương Mai cười lạnh lùng, suy đoán của tổ mâu không phải không có lý, thế hay là mời quan phủ thuận tiện điều tra luôn chuyện này đi. Lão phu nhân cả giận nói, vậy đi, không nói tiếp được với ngươi nữa mà thật ra trong lòng lão phu nhân rất bực tức, từ lúc nào mà bà và Hạ Thương Mai đã đến mức phải nói chuyện với nhau rồi. Lúc trước ở trong phủ, lời bà ta nói tương đương với thánh chỉ, ai dám trái lời. Sự bực tức bất lực của lão phu nhân lại khiến Lam Ngọc cho rằng bà ta đang sợ, bà không thể chấp nhận được lão phu nhân cứ vậy mà thỏa hiệp. Không biết Hạ Oanh Nhiễm đã đứng ở cửa từ lúc nào, nàng ta ngoắc tay gọi Lam Ngọc tới, nhẹ nhàng khuyên giải, người cũng đừng trách tổ mẫu, bây giờ tổ mẫu không thể không kiêng kỳ nàng, trừ khi nàng chết, nếu không tổ mẫu cũng phải nhìn sắc mặt nàng ta. Lòng Lam Ngọc khẽ động, ngẩng đầu nhìn Hạ Oanh Nhiễm, ý nhị tiểu thư là. Hạ Oanh Nhiễm xua tay, ta không có ý gì, chỉ muốn khuyên nhủ ngươi vài câu thôi, nếu ngươi thật sự muốn giàn xếp ổn thỏa thì bưng một chén trà vào, dập đầu câu xin, có lẽ nàng sẽ đối xử khoan hồng với ngươi. Lam Ngọc nhẹ giọng nói, nhị tiểu thư, chúng ta có thể nói chuyện không? Hạ Oanh nhiếm cong môi cười nhẹ, cá đã cắn câu. Lão phu nhân thấy thương mai không chịu buông tha thì phát cáu, hạ thương mai, người đừng có khinh người quá đáng. Đao lão đại thấy lão phu nhân cao giọng thì ánh mắt trở nên sắc lạnh, hắn bước lên trước một bước rồi nói, lão phu nhân, bà cũng đừng có khinh người quá đáng. Lão phu nhân nhìn chằm chằm đao lão đại, nô tài của ngươi đều láo sược thế này sao? Thương mai cười nhạt hết cách rồi, nô tài của lão phu nhân láo sược với ta, mà nô tài của ta cũng không dễ bắt nạt bảo vệ chủ tử mà có đúng không lão phu nhân ước gì có thể đuổi thương mai đi cứ dây dưa vướng víu thế này bà ta thật sự rất mệt mỏi được ngoài việc báo quan thì những thứ khác đều nghe ngươi thương mai chỉ chờ mỗi câu này được nếu đã như vậy thì xin lão phu nhân giao lam ngọc cho ta lão thân vừa nói ngươi có thể đánh bà ấy một trận lão phu nhân bất mãn lão phu nhân hiểu lầm rồi ta không muốn đánh hay trừng phạt bà ta ta muốn lão phu nhân giao bà ta cho ta thương mai sửa lại. Người có ý gì, lão phu nhân giật mình, cảm thấy có gì khác thường bèn nhìn chầm chầm thương mai hỏi. Giao cho ta, xử lý. Lão phu nhân chợt nhận ra mục đích tối nay cô đến không phải thật sự muốn báo quan mà là muốn Lam Ngọc. Cô muốn giết Lam Ngọc sao? Cô dám. Mặc dù Lam Ngọc kiêu căng, ngu ngốc nhưng cũng đã đi theo hầu hạ bà từ lâu, giết lam ngọc không nghi ngờ gì đồng nghĩa với việc nói cho những người trung thành với bà trong phủ rằng bà ta đường đường là lão phu nhân của tướng phủ nhưng lại không bảo vệ được một nô tài lão nhân bên cạnh bà đều có thể mặc cho cô giết sau này còn ai dám trung thành với bà nữa đánh chó phải nhìn chủ hạ thương mai người tưởng lão thân sợ ngươi sao lão phu nhân nhíu mày nói với vẻ sắc bén thương mai nở nụ cười nhàn nhạt lão phu nhân không muốn báo quan cũng không giao hung thủ cho ta vậy lão phu nhân muốn làm sáng tỏ chuyện này thế nào? Lão phu nhân lạnh lùng nói, lão thần nói rồi, người có thể đánh bà ấy. Thương Mai lắc đầu, xem ra lão phu nhân không chịu nhường bước rồi. Đúng lúc này, Lam Ngọc bưng trà vào, quỳ gối trước mặt Thương Mai, đại tiểu thư, nô tỳ biết sai rồi, đại tiểu thư muốn đánh muốn giết, nô tỳ đều nghe theo người. Chén trà này là nô tỳ xin nhận tội với người. Sự thay đổi này khiến Thương Mai cũng hơi giật mình lão phu nhân chợt cau mày, hai tay nắm chặt tay ghế, có xúc động muốn đứng lên. Lam Ngọc đã theo bà hơn 30 năm, bà quá hiểu tính Lam Ngọc, trước giờ bà ta luôn khinh thường hạ thương mai, bây giờ lại càng hận đến tận xương, sẽ không có chuyện chịu quỳ trước mặt cô để nhận tội. Trong trà có độc, Lam Ngọc điên rồi sao? Hạ độc hạ thương mai chết ở đây, muốn chọc trời à? Thúy Ngọc cũng nhận ra, vội vàng tiến lên, được rồi, ngươi ra ngoài đi, đừng làm loạn nữa, có chuyện gì lão phu nhân sẽ giải quyết, không cần ngươi tham dự. Nói xong bà định lấy trà của bà ta đi. Nhưng Lam Ngọc không chịu để cho bà ấy cầm đi, vẫn quỳ trên đất nhìn thẳng vào Thương Mai rồi nói, đại tiểu thư, xin người tha thứ cho nô tỳ. Thương Mai nhìn thấy thì cũng hiểu rõ, cô gật đầu với đao lão đại, mang trà lên đây. Nếu cô không nhìn nhầm thì vừa nãy hạ oanh nhiễm ở bên ngoài. Đâu độc cô là lỗi của Lam Ngọc, không liên quan gì đến hạ oanh nhiễm, nếu muốn truy cứu thì cũng chỉ có thể truy cứu tới lão phu nhân. Từ bao giờ Hạ Oanh Nhiễm lại trở nên thông minh như thế? Học được cách lợi dụng người của lão phu nhân để ra tay với cô. Nghĩ lại thì trong chuyện này cô cũng có không ít công lao đó. chương 237, Ngư ông Đắc Lợi. Đao lão đại thành thật, cho rằng Lam Ngọc thật sự muốn nhận lỗi bèn khịt mũi nhận trà. Đừng tưởng dâng trà dập đầu nhận lỗi là xong chuyện. Người làm quế viên bị thương rất nặng, còn bán tiểu khuyên vào túy nguyệt lâu, không phải một chén trà là có thể xong chuyện. Lam Ngọc nhìn chén trà chăm chú, thái độ vô cùng cung kính, nô tỳ nhất thời làm theo cảm tính đã hại Quế Viên và tiểu khuyên, hối hận cũng không kịp. Bây giờ đại tiểu thư muốn xử lý nô tỳ thế nào, nô tỳ cũng không oán hận một câu, nhưng mong đại tiểu thư đừng trách cứ lão phu nhân. Đây là ý của nô tỳ, không liên quan gì đến lão phu nhân. Thương Mai nhận lấy chén trà trong tay đao lão đại, mở nắp ra nhìn nhưng không vội uống ngay. Lam Ngọc nuốt nước bọt ừng ực, các cơ trên mặt căng cứng, mắt nhìn thẳng, hai tay siết chặt, có thể thấy bà ta rất căng thẳng. Lão phu nhân hung dữ liếc nhìn Thúy Ngọc, Thúy Ngọc lập tức hiểu ý, bước lên, đại tiểu thư, tối rồi uống trà không tốt, sẽ không ngủ được, nô tỳ đổi cho người chén nước khác. Thúy Ngọc, Lam Ngọc nghiêm giọng quát lớn, đây là trà ta nhận tội với đại tiểu thư, người đừng nhiều chuyện. Thương Mai nhìn chén trà, lại nhìn lão phu nhân cười như không cười tổ mẫu à người nói xem nên giao lam ngọc cho ta hay là ta đưa chén trà này cho quan phủ đây đây là lần đầu tiên thương mai gọi bà ta là tổ mẫu một cách xa cách lạnh lùng như thế hai vai lão phu nhân từ từ hạ xuống nhìn chằm chằm lam ngọc một hồi lâu có cảm giác đau lòng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép sắc mặt lam ngọc thoáng chốc tái nhợt ngay từ đầu hạ thương mai đã biết trong trà có độc đúng vậy Lão phu nhân nói đúng, cô đã không còn là Hạ Thương Mai của ngày xưa nữa, là bà ta không chịu tin mà thôi. Bởi vì từ trước đến nay, Hạ Thương Mai trong lòng bà ta là một người rất yếu đuối và ngu xuẩn, bà đã quên mất thời gian này Hạ Thương Mai biểu hiện không chỉ thông minh mà còn rất tỉnh danh. Bà ta không đánh giá thấp đối phương mà là luôn đánh giá bản thân quá cao. Hơn nữa Thúy Ngọc nói đúng, lão phu nhân có coi trọng bà thế nào đi nữa thì bà cũng chỉ là hạ nhân. Lão phu nhân Cứu nô tỳ với." Lòng Lam Ngọc hoảng sợ tột độ, bà ta nhìn lão phu nhân gần như là van xin trong tuyệt vọng. Lão phu nhân nhìn Hạ Thương Mai với vẻ mặt thất bại, nói cho lão thân ngươi sẽ xử lý bà ấy thế nào. Ánh sáng trong mắt Thương Mai vẫn chưa tắt, điều này lão phu nhân đừng hỏi thì hơn. Trên mặt lão phu nhân chợt có một tia khẩn cầu, bà ấy đi theo lão thân đã nhiều năm, ngươi đừng làm khó bà ấy quá. Thương Mai tưởng mình nghe nhầm, Đưa chén trà trong tay cho đao lão đại, lão phu nhân nói ta đừng làm khó bà ta. Vẻ khẩn cầu trên mặt lão phu nhân biến thành tức giận, nhưng vẫn kìm nén, đúng thế, đừng làm khó bà ấy quá. Thương Mai đứng thẳng người, vẻ mặt trở nên rất lạnh lùng, lão phu nhân, ta có thể nói chuyện riêng với bà đôi câu không? Lão phu nhân nhìn cô thật sâu như muốn suy đoán trong lòng cô đang nghĩ gì, hồi lâu sau bà ta mới nâng tay lên, ra ngoài hết đi. Lam Ngọc ngẩng đầu, Nhìn thương mai bằng vẻ mặt xám xịt như cho tàn, đại tiểu thư, ngươi đừng khinh người quá đáng, ta không sợ ngươi đi báo quan, chỉ cần ta không thừa nhận thì ngươi cũng không làm gì được ta. Thương mai cười lãnh đạm, làm ngọc cô cô, trước đây ta cho rằng bà rất thông minh, nhưng bây giờ mới biết bà lại ngu mốc đến thế. Ta có thể đưa tiểu khuyên từ túy nguyệt lâu về, quế viên vẫn còn sống, muốn tìm ra kẻ sai khiến phía sau khó lắm sao? Hơn nữa dù không tra được gì lẽ nào ta muốn chụp tội cho bà là chuyện rất khó hả? À? Lam Ngọc nhảy dựng lên, chỉ vào thương mai, lão phụ nhân, người nghe thấy chưa, nàng ta muốn vụ oan cho nô tỳ, người nhất định không thể tha cho nàng, nể tình nô tỳ tì đã đi theo hầu hạ người nhiều năm, người nhất định phải nói rõ với quan phủ. Lão phu nhân chậm rãi nhắm mắt lại, vung tay lên, đưa xuống đi, bây giờ lão thân chỉ muốn giàn xếp ổn thỏa, sống cuộc sống yên tĩnh mà thôi, đừng làm khổ lẫn nhau nữa, ở đi, đi đi trong sảnh chính chỉ còn lại thương mai và bà ta. Lão phu nhân thở rất nặng nề, ngực phập phồng lên xuống, bà ta đang cố gắng hết sức để nhẫn nhịn. Người muốn nói gì với lão thân? Lão phu nhân thở ra, hai mắt nheo lại thành một đường chỉ, trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng. Thương mai nhìn bà ta, cô phẫn nộ nhưng cũng có chút buồn. Vừa nãy lão phu nhân nói Lam Ngọc đi theo hầu hạ người nhiều năm, muốn ta không làm khó bà ta quá phải không? Lão phu nhân hờ hững đáp, người thương tiếc hai nô tài của ngươi, lẽ nào lão thân không được thương tiếc người đã đi theo hầu hạ lão thân hơn 30 năm sao? Người chứ không phải cỏ cây, ai có thể vô tình? Hay cho câu người chứ không phải cỏ cây, ai có thể vô tình? Giọng thương mai trở nên nghiêm khắc, một người không có quan hệ huyết thống với bà mà bà còn có thể yêu quý như thế, mà ta là con gái duy nhất của con trai hạ hòe quân của bà, là cháu gái ruột của bà, nhưng bà lại muốn dồn ta vào chỗ chết, ta thật sự không hiểu rốt cuộc là vì sao. Sắc mặt lão phu nhân bỗng tái nhợt, nhìn chằm chằm vào Thương Mai, người không nên vì lợi ích cá nhân mà không màng tất cả hủy bỏ hôn ước. Đúng thế, lợi ích của tướng phủ lớn hơn tất cả. Thương Mai đứng lên, không cần phải nói nữa rồi. Nói xong cô sải bước ra ngoài. Đao lão đại hỏi nên xử lý Lam Ngọc thế nào, Thương Mai bỏ lại một câu, chói bà ta trong rừng trúc nếu ngày hôm sau vẫn còn sống sót đi ra thì chuyện này có thể bỏ qua. Nếu bà ta bị rắn độc cắn chết thì đem đi chôn coi như đã đáp ứng được nỗi niềm của lão phu nhân. Hạ thương mai, người quá hung ác, lão phu nhân nghe vậy thì bước nhanh tới lạnh lùng quát. Thương mai chợt quay đầu lại, lão phu nhân, bà luôn dùng hành động để giáo dục tôi, thế nào gọi là hung ác. chương 238, nàng ta thật sự là ác quỷ trong rừng trúc vang lên tiếng hét thất thanh làm cho các loài chim sống trong rừng đều phải sợ hãi. Đao lão đại cực kỳ căm hận Lam Ngọc, sau khi trói bà ta lại thì cười hả hê, sung sướng khi có người gặp họa, bà cũng có ngày hôm nay, cho bà ở đây chết dần chết mòn, nếm thử cảm giác quế viên từng chịu. Ta không giết hắn, ta không giết hắn, Lam Ngọc la hét, tuổi người còn nhỏ mà đã ác độc thế này, người sẽ không được chết tử tế đâu, đi theo tiện nhân hạ thương mai kia, người sẽ không có kết cục tốt đẹp, kết cục có xấu hơn nữa cũng không tệ bằng bà, xem xem bây giờ bà rơi vào bước đường gì đi. Bà không giết Quế Viên nhưng nếu tối nay không cứu được Quế Viên về thì liệu y ở trong vùng đất hoang đó có bị chó sói ăn thịt không? Còn tiểu khuyên nữa, nếu nàng ấy nhất thời không nghĩ thoáng được rồi tự vân, bà sẽ nợ hai mạng người. Ta căm ghét nhất là loại người như bà, mạng của mình là mạng còn mạng người khác thì không phải mạng à. Lam Ngọc hoảng sợ lắc đầu, ra sức giấy rủa, không, người thả ta ra, ta cho người tiên, người muốn bao nhiêu tiền ta cũng cho ngươi, được không? Đao lão đại không hề bị lay động, thay vì cầu xin ta, thà rằng ngẫm xem đời này bà đã làm bao nhiêu chuyện xấu. Đây không phải là đại tiểu thư trừng phạt bà, là trời cao đang phạt bà, nương ta nói nếu một người đến lúc phó mặc cho trời thì phải xem bình thường ăn ở thế nào. Thương Mai đứng từ xa nhìn đao lão đại, nghe hắn nói những lời này thì thật sự bất ngờ, tên nhóc ngốc nghếch này lại có thể nói ra những lời triết lý như vậy. Đao lão đại nói xong thì mặc kệ tiếng la hét thảm thiết của Lam Ngọc, xoay người bước đi. Nhìn thấy thương mai bên ngoài rừng trúc, hắn có phần ủ rũ, đại tiểu thư, vật liệu gỗ hết rồi, tường vây cũng đã đổ, chúng ta phải làm sao đây? Thương mai nhìn đống vật liệu gỗ bị thiêu cháy đen kịt và cả bức tường ngăn cách tướng phủ và hậu hoa viên, bức tường còn chưa xây xong mà giờ đã thành một đống gạch vỡ. Trên môi cô nở nụ cười yếu ớt, tốt lắm, tốt lắm, Đào lão đại nhìn cô khó hiểu, đại tiểu thư tức đến mức hồ đồ rồi sao? Ta đã hiểu câu nói tối nay của lão phu nhân rồi. Câu gì? Đào lão đại nghi ngờ hỏi, hắn nghe từ đâu đến cuối nhưng không biết câu nào có thể khiến đại tiểu thư hiểu ra. Vật liệu gỗ bị cháy, tường chắn bị đổ, lão phu nhân nói có khả năng là chúng ta vụ oan cho bà ta. Vậy có phải chúng ta cũng nên nghĩ ngược lại răng hòn giả sơn và câu thang uốn bị nổ cũng là do họ làm, sau đó khi bị chất vấn hỏi lại, ta cũng có thể nói rằng là họ muốn vụ oan giá họa cho ta. Đao lão đại không hiểu nhưng nhìn nụ cười quái dị trên mặt đại tiểu thư, có vẻ rất lợi hại. Nhưng cứ điều gì hắn nghe không hiểu thì đều chắc chắn rất lợi hại. Tiểu đao, giúp ta tìm một chút quặng ni chát kali, lưu huỳnh, hỏa dược, đừng để bị người khác nhìn thấy, âm thầm đi mua thôi. Vâng, đao lão đại đáp, tiếng hét thảm thiết, hoảng sợ như bị tâm thần của Lam Ngọc từ phía sau vọng lại, đao lão đại hỏi đại tiểu thư người nói xem đêm nay bà ta có bị rắn độc cắn chết không thương mai khẽ đáp tiểu đao mặc dù rắn có độc nhưng nếu ngươi không làm gì nó thì nó sẽ không tấn công ngươi trừ khi nó cảm thấy bị đe dọa hả thương mai chậm rãi bước đi nếu tối nay bà ta im lặng không la hét không nói chuyện không cố gắng xua đuổi bầy rắn thì bà ta có thể sống sót trở ra đao lão đại à một tiếng rồi hỏi vậy đại tiểu thư định bỏ qua cho bà ta sao Thương Mai lắc đầu, tiểu đao, vừa nãy người nói rất có lý, khi một người đến lúc phó mặc cho trời thì điều quyết định sống chết của mình là những việc làm thường ngày. Lam Ngọc rất độc ác, khi người ta độc ác thì cho dù chỉ là một tiếng hét thôi cũng mang theo những mối đe dọa nặng nề. Rắn rất nhạy cảm, chúng có thể phân biệt được hơi thở trên người. Lúc này đao lão đại mới yên tâm, Lam Ngọc không chết thì họ không cam tâm. Thời buổi này những ai coi thường mạng sống thì sẽ bị người khác coi thường lại. Nguyệt Nhung phu nhân và Thùy Nga ở trong nhã thất của hậu hoa viên, nghe thấy tiếng kêu thảm thiết từ rừng trúc vọng lại, la hét rất lâu sau đó thì im bặt. Sau khi xung quanh yên ắng trở lại, Nguyệt Nhung phu nhân nói với Thùy Nga, nếu Hạ Thương mai không chết thì tướng phủ không thể yên bình. Cuối cùng Lam Ngọc vẫn chết. Chết cùng với Lam Ngọc còn có hòn giả sơn và cầu thang trong hồ. Đao lão đại tìm hỏa dược suốt đêm, mà cũng không biết hắn tìm được ở đâu tóm lại mới sáng sớm đã có một tiếng động lớn khiến cả tướng phủ bị nổ tung long trời lở đất hành lang dài trong hồ nước nối sân trước và sân sau bị nổ tung hòn giả sơn trong hồ cũng bị nổ mất một phân mùi bột phấn và hỏa dược hòa lẫn vào nhau mãi không tan đi lão phu nhân nghe tin lập tức ngất xỉu tại chỗ hạ thừa tướng vội vàng chạy tới nhưng cũng chỉ thấy một đống hỗn độn hạ thương mai người chết chắc rồi ông ta nghiến răng nghiến lợi sáng hôm sau Thương Mai vẫn đeo hòm thuốc ra ngoài như mọi khi, dường như không có chuyện gì xảy ra vào đêm qua. Nhưng khi đến cửa thì bị hạ thừa tướng ngăn lại. Người làm à, hạ thừa tướng xanh mặt, ánh mắt như sói giữ nhìn chằm chằm Thương Mai. Thương Mai ngẩng đầu, trên môi nở nụ cười nhẹ, tướng gia định vụ oan cho ta sao? Dám làm vì sao không dám nhận, trước giờ người đâu có như vậy, hạ thừa tướng khinh thường nhìn cô. Thương Mai di chuyển hòm thuốc một chút, tướng ra quá khen mặt dày không biết xấu hổ như này cũng học được từ bọn họ không phải sao thương mai chợt phát hiện tuyệt chiêu chối bỏ trách nhiệm này rất hữu dụng đúng thế đúng là cô làm nhưng cô không thừa nhận thì còn có thể làm gì hạ thương mai ngươi không tự chừa cho mình đường lui sau này đừng trách ta vô tình thương mai khẽ mỉm cười nói như vậy là trước giờ tướng gia vẫn thương tình ta hả đúng rồi nói đến hành lang và hòn giả sơn đêm qua vật liệu gỗ và tường vây cũng bị ai đó phá hỏng tướng ra có biết không lông mày hạ thừa tướng giật liên tục vì tức giận cho nên ngươi trả thù trả thù thương mai mỉm cười xoay người rời đi tướng ra nghĩ thời gian này ta đã làm những gì không phải chính vì hai chữ này sao hạ thừa tướng nhìn bóng lưng cô hai vai chậm rãi hạ xuống nữ nhi này đã hoàn toàn xa cách với ông thi thể lam ngọc được chuyển ra ngoài khi vác ra thi thể đã lạnh toát Bà ta bị rắn độc cắn chết, mắt không nhắm lại được, đáy mắt vẫn có thể thấy rõ vẻ hoảng sợ. Có thể tưởng tượng được trước khi chết bà ta đã sợ hãi cực độ. Nhưng những hạ nhân trong phủ không có ai thương hại bà ta, nghĩ đến những việc bà ta làm khi còn sống, mọi người đều thấy hả giận. Ngoại trừ Thuy Nga. Thuy Nga khóc lóc quỳ trước mặt lão phu nhân, cầu xin lão phu nhân chôn cất Lam Ngọc. Lão phu nhân vừa mới tỉnh lại, sắc mặt vẫn tái nhợt, bà ta chợt dùng mình như nghe thấy tiếng gọi tử thần. Trước kia ta bảo ngươi đi tìm pháp sư, đã tìm được chưa? Lão phu nhân nhíu chặt lông mày, nhìn Thùy Nga. Lão phu nhân, Thùy Nga giật mình, nhớ tới lúc xảy ra trận hỏa hoạn lão phu nhân cũng bảo đi tìm pháp sư, nhưng sau đó bà lại nói không tin những chuyện này, không cho nàng đi tìm nữa. Bây giờ bà tin rồi ư. Lão phu nhân hít vào một hơi, cảm thấy lồng ngực đau nhói, à ta là ác quỷ, chắc chắn là ác quỷ, nếu không lòng giả đã không hung ác đến vậy. Thùy nga hé miệng muốn nói rằng đại tiểu thư chỉ đang đánh trả thôi, nhưng nàng biết nếu nói câu này thì chắc chắn lão phu nhân sẽ nổi giận. Thùy nga nhẹ giọng nói, sau khi hỏa hoạn xảy ra, nô tỳ đã lén đi tìm pháp sư nhưng pháp sư nói đại tiểu thư không bị ma nhập. thật ra nàng chưa tìm, nhưng nàng cũng không muốn tìm, vì nàng cho rằng đại tiểu thư là ác quỷ, nếu nàng đi tìm pháp sư thì đại tiểu thư sẽ giết nàng trước tiên sau những gì xảy ra trong khoảng thời gian này, nàng hoàn toàn sợ hãi đại tiêu thư đã từng yếu đuối, nhát gan này. Nàng vẫn muốn sống, cho dù là hèn nhát, vô dụng cũng được. chương 239, Tiêu Kiêu Cái chết của Lam Ngọc nhìn như không khơi dậy bất kỳ tia lửa nào, nhưng mối hận thù mà bà ta gây ra lại khiến cả hai bên đều không thể buông xuống. Thương Mai cảm thấy Quế Viên không thể ở lại tướng phủ, cho nên khi đến Lương Vương Phủ, cô đã hỏi Lương Vương có thể nhận Quế Viên không? lương vương lắc đầu nếu ngươi thật sự muốn hắn có tương lai thì nên đi tìm hoàng thúc cho hắn vào quân doanh để huấn luyện quân doanh thật ra thương mai cũng có ý định này nhưng cô sở quế viên không thích ứng được với cuộc sống trong quân doanh đúng thế lương vương trả lời thương mai gật đầu ta phải hỏi hắn đã lương vương nhìn cô một cách quái lạ hắn là hạ nhân của ngươi vì sao ngươi phải hỏi hắn cứ sắp xếp luôn ngươi cũng chỉ muốn tốt cho hắn Thương Mai nhìn Lương Vương, hắn là hạ nhân của ta nhưng cũng là một cá thể độc lập. Hắn có suy nghĩ riêng và có việc muốn làm, nếu hắn không muốn gia nhập quân đội, ta ép hắn đi thì hắn cũng không thể sống hạnh phúc. Lương Vương giật mình nhìn cô, cá thể độc lập. Không phải sao, mỗi người đều có suy nghĩ riêng của mình, có việc mình muốn làm, trước kia hắn không làm được vì đã bán thân cho tướng phủ, nhưng bây giờ hắn tự do rồi, hắn có thể sống cuộc sống mình theo đuổi lương vương lặp lại ý trong lời cô nói cuộc sống mình theo đuổi vương ra có theo đuổi điều gì không thương mai đặt túi châm xuống rồi hỏi lương vương lắc đầu không có không có ai cũng đều có cả vậy cuộc sống người theo đuổi là gì lương vương hỏi cô giết hết những người từng làm hại ta sau đó sống bên người ta thích cả đời thương mai nói ngắn gọn lương vương bật cười người thật không biết xấu hổ Thương Mai lại rất nghiêm túc, ta nghĩ đó là chuyện rất bình thường mà. Người hại ta không muốn cho ta một con đường sống, cho nên ta giết họ có gì sai không? Còn người ta thích, ta muốn được sống cùng người đó cả đời, cũng không sai phải không? Lương Vương ngồi dậy, cũng trở nên nghiêm túc, đúng thế, sao hắn lại cảm thấy Hạ Thương Mai nói vậy là không biết xấu hổ chứ? Trong lòng cô có thể nghĩ như vậy, mà cô hoàn toàn có quyền làm điều đó thương mai nói tiếp, người làm hại mình hắn là buông tha mới gọi là rộng lượng phải không? Còn người mình thích, chỉ có thể nhìn từ xa mới gọi là an toàn. An toàn con khỉ, đó là hèn nhát. Lương vương nhìn cô, trong mắt hiện lên vẻ kích động, cầm lấy tay cô, nhìn cô bằng ánh mắt tha thiết, bản vương có chuyện muốn nói với ngươi. Lòng thương mai lộp bộp, ấp úng rút tay về, vương ra, ta đã nói rồi. Thật ra chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng lương vương suy một tiếng cất cái vẻ mặt xấu hổ của ngươi đi bản vương không thèm đếm xỉa đến ngươi bản vương hỏi ngươi lúc trước mẫu hậu nói với bản vương ngươi có thể chữa chỗ đó cho bản vương có đúng không thương mai hơi giật mình chuyện này hoàng hậu đã nói rõ với hắn như vậy rồi sao nhưng trước kia hắn vẫn luôn giống như không biết chuyện khiến cô cũng không biết phải nói thế nào chỉ nghĩ chữa lành vết thương ở chân cho hắn trước sau đó sẽ hướng hắn làm những điều trị khác trước kia vương ra còn không tin ta sẽ chữa chân cho người. Thương Mai nói, cô không dám thừa nhận ngay, vì dù sao chuyện này rất mẫn cảm, cũng không biết hoàng hậu nương nương nói với hắn thế nào. Theo kế hoạch thì cô sẽ chữa chân cho hắn trước để có được sự đồng ý của hắn rồi mới nêu ra. Chân ta đã có rất nhiều người chữa rồi nhưng đều vô ích, nhưng chỗ đó thì chưa ai chữa cả. Lương Vương nhìn xung quanh, chắc chắn không có ai mới hỏi, người có thể chữa được không? Thương mai ấp úng, thật ra ta cũng không biết tình huống của vương gia nghiêm trọng thế nào. Người có thể kiểm tra xem, lương vương hùng hồn nói. Thương mai ạc một tiếng, nói thì là vậy nhưng, không phải ngươi là đại phu sao. Lương vương xoay vai cô lại rồi nhìn cô nghiêm túc, nghe này, chính ngươi là người đã cổ vũ bản. Vương có dũng khí theo đuổi cuộc sống của mình, ngươi không thể mặc kệ. Vừa nãy ta chỉ thuận miệng nói vài câu thôi mà lại có sức ảnh hưởng lớn đến vậy ư ta chỉ là một đại phu. Thương Mai cảm thấy thật ra hắn luôn nghĩ như vậy, chỉ là đợi người khác nói ra hắn sẽ thuyết phục bản thân thêm. Vậy có phải mẫu hậu bảo ngươi chữa chỗ đó cho bản vương không? Lương vương nhìn cô chằm chằm, hỏi. Thương Mai gật đầu, đúng là đã nói như thế. Lương vương buông cô ra, sắc mặt đột nhiên thay đổi, lạnh lùng cười một tiếng, quả nhiên là vậy. Thương Mai giật mình, vương ra có ý gì? Lương vương đứng dậy, giọng điệu lãnh đạm, người có thể đi rồi, sau này không cần tới nữa. Thương Mai không đoán ra được, vừa nãy hắn vẫn còn nhiệt tình, sao đột nhiên lại thay đổi sắc mặt rồi. Lương Vương lạnh lùng nói, đi. Thương Mai chỉ đành cầm hòm thuốc, nghi ngờ bước ra ngoài. Lương Vương tức giận một cách khó hiểu, cô cũng không biết mình đã nói sai câu nào. Khi đến cổng Lương Vương phủ, Kim Thị Vệ bên cạnh Lương Vương đuổi theo, gọi Thương Mai lại, đại tiểu thư, Vương ra bảo thuộc hạ nói với người vài câu ngươi nói đi thương mai trả lời kim thị vệ nói không phải lương vương nổi nóng với người đâu cho nên người đừng để bụng hắn sẽ tự nói với hoàng hậu nương nương sau này người không cân tới nữa hoàng hậu nương nương sẽ không trách người đâu thương mai không hiểu hỏi kim thị vệ sao vương gia lại giận đến thế kim thị vệ hạ giọng nói có một số chuyện là bí mật giữa vương gia và hoàng hậu nương nương hơn nữa vương gia cũng từng nói không cho hoàng hậu nương nương nói chuyện này với bất kỳ ai, cũng sẽ không tiếp nhận bất kỳ trị liệu nào. Thương Mai thở dài, xem ra sự nhiệt tình vừa nãy của lương vương chỉ để thăm dò cô. Chuyện này xin đại tiểu thư giữ bí mật, kim thị vệ nhờ vả. Vẻ mặt thương Mai hơi nặng nề, yên tâm đi, ta biết chừng mực, sẽ không nói cho ai đâu. Thuộc hạ tiên đại tiểu thư kim thị vệ nói. Sau khi lên xe, thương Mai nhớ lại sự nhiệt tình trong mắt lương vương khi nãy, thật ra hắn có bị lời cô nói kích thích nhưng hắn không dám thử vì chuyện này liên quan đến tự tôn của đàn ông hắn cũng không dám ôm hy vọng vì vết thương ở chân đã khiến hắn tuyệt vọng nhiều lần thương mai tâm sự nặng nề đến phủ nhiếp chính vương mặc dù lương vương tức giận nhưng đề nghị vừa rồi của hắn khiến cô phải nghiêm túc suy nghĩ nếu quế viên bằng lòng thì đến quân doanh huấn luyện cũng không phải là chuyện xấu đương nhiên chuyện này phải được hai bên đồng ý phải hỏi ý kiến Quế Viên và cũng phải hỏi ý kiến Mộ Dung Khanh. Khi đến nhiếp chính Vương Phủ, không ngờ Mộ Dung Khanh lại đang có khách. Là một nam nhân cao lớn với nước da màu lúa mạch, khuôn mặt có phân giống tiêu thác, nhưng lạnh lùng hơn tiêu thác rất nhiều, lạnh đến mức khiến người khác không khỏi dùng mình. Trên người y dày đặc sát khí, giống như hai tay đều nhúm máu tanh, điều này cũng giống như lần đầu cô gặp Mộ Dung Khanh. Nhưng Mộ Dung Khanh không lạnh lùng như vậy, hắn thường ung dung nhàn nhã nhưng lại ẩn chứa sát khí. Y mặc bộ giáp vàng, phong trần mệt mỏi, dáng ngồi rất thẳng, đây là dáng ngồi của quân nhân, khi thấy cô tới, y hơi nhớn mày, trên mặt không có chút biểu cảm nào, như thể khuôn mặt y được tạc ra từ băng. Trong đầu thương mai đột nhiên hiện ra một cái tên, đại tướng quân tiêu kiêu của Vương Triều Đại Chu. chương 240, tình hình của tráng tráng. Sau khi thương mai bước vào, cô cảm nhận được bầu không khí hơi ngưng trọng, cô do dự một lát có phải ta tới không đúng lúc không mộ dung khanh xua tay không sao chúng ta nói chuyện xong rồi lại đây ta giới thiệu cho nàng thương mai bước vào nhìn tiêu kiêu rồi cười nhẹ không cần giới thiệu chắc hẳn vị này là tiêu đại tướng quân tiêu kiêu không ngạc nhiên vẻ mặt vẫn không thay đổi chỉ nhẹ gật đầu vị này là thiên kim tướng phủ phải không hạ thương mai tham kiến đại tướng quân thương mai khom người đại tiểu thư không cần đa lễ tiêu kiêu hờ hững đáp cũng không quan sát thương mai y đứng dậy chắp tay với mộ dung khanh vậy ta đi trước ừ đi đi mộ dung khanh nhìn y nói tiêu kiêu cũng gật đầu với thương mai rồi xoay người rời đi thương mai nhìn bóng lưng y thì nhớ tới tráng tráng cô đã hiểu vì sao tráng tráng lại yêu y nam nhân như vậy rất khó để không thu hút ánh mắt nữ nhân công chúa biết y về chưa thương mai hỏi mộ dung khanh nghịch ngọc ban chỉ trong tay hiển nhiên là có tâm sự hắn lơ đãng trả lời nàng ấy biết nhưng yên tâm đi dưới tình huống bình thường thì họ sẽ không gặp nhau thương mai thật sự rất tò mò về chuyện của tráng tráng và tiêu kiêu y không thích tráng tráng phải không mộ dung khanh suy nghĩ một lúc nói thế này đi y có thể vì tiểu cô cô mà không cần mạng sống thương mai giật mình sửng sốt vậy vì sao y lại cưới thị nữ bên cạnh công chúa mộ dung khanh nhìn cô rồi bảo cô ngồi xuống bên cạnh mình sự phức tạp trong chuyện này cũng không biết phải nói với nàng thế nào thôi vậy đằng nào cũng không còn đường quay về bọn họ không có khả năng đúng vậy không có khả năng y đã có vợ cho dù chán tráng nhớ nhung y thì có thể làm được gì nhưng điều khiến cô bị sốc là trước nay cô chỉ nghĩ trong mối tình này tráng tráng yêu đơn phương nhưng không ngờ tiêu kiêu cũng cực kỳ yêu chán tráng người cứ nói đi bây giờ ta vẫn còn có thể thuyết phục được nàng ấy nếu tâm trạng nàng ấy không tốt ta cũng biết cách an ủi nàng. Thương Mai nói, cô làm vậy không phải vì nhiều chuyện, mà cô thật lòng quan tâm tráng tráng. Mộ Dung Khanh đáp, tiêu kiêu và tiểu cô cô lớn lên cùng nhau. Khi ấy hầu ra cũng chính là phụ thân của tiêu kiêu đưa y vào cung để học tập, luyện võ với ta. Lúc bấy giờ phụ hoàng cũng rất thích tiêu kiêu, cho nên tiêu kiêu ở trong cung nhiều hơn ở phủ. Ban đầu tiểu cô cô rất không thích tiêu kiêu, luôn bắt nạt y, tiêu kiêu cũng để mặc cho nàng bắt nạt. Sau đó hai người nảy sinh tình cảm. Mộ Dung Khanh ngẫm nghĩ rồi bỗng cười nhẹ, thật ra có lẽ ngay từ đầu Tiêu Kiêu đã thầm thích tiểu cô cô rồi. Còn nhớ có một lần tiểu cô cô ham chơi, nhảy xuống hồ, lúc ấy là mùa đông, hồ nước đã đóng băng, nàng nhảy từ trên cây xuống, cho rằng sẽ không làm vỡ tảng băng, ai ngờ vị trí của tảng băng đó lại rất mỏng nên nàng đã rơi thẳng xuống nước. Nàng biết tên nhóc Tiêu Kiêu đó đã làm gì không? Y nhảy xuống theo, Thương Mai hỏi, đây là phản ứng bình thường nếu lúc đó y thích tráng tráng thì chắc chắn sẽ nhảy vào đúng thế y nhảy xuống còn kéo ta nhảy cùng vì y không biết bơi thật ra khi đó ta cũng không biết hai người không biết bơi được tiểu cô cô cứu lên sau khi cứu được tiêu kiêu bị tiểu cô cô tát cho mấy cái nói y ngốc không biết bơi còn nhảy xuống nhưng tên đó lại nhìn tiểu cô cô rồi cười ngu ngơ đến giờ ta vẫn không hiểu y bị đánh mà vẫn còn cười cái quái gì khi đó y bao nhiêu tuổi thương mai không kìm được hỏi khi đó y 12 tuổi, mộ dung khanh trả lời. Thương Mai mỉm cười, 12 tuổi, tình cảm mới chớm nở, y cười vì tiểu cô cô của người không sao. Mộ dung khanh nói, có lẽ thế. Thương Mai cảm thấy rất kỳ lạ, tiêu kiêu luôn đi theo công chúa như một thằng ngốc, nhưng sau đó lại xảy ra chuyện gì mà cuối cùng y lai cưới thị vệ của công chúa chứ không phải là công chúa. Năm tiểu cô cô 16 tuổi, thái tử đại lương đến, vừa gặp đã thích tiểu cô cô nên đã đưa ra yêu cầu muốn cưới nàng lúc đó sức khỏe phụ hoàng đã rất yếu để củng cố mối quan hệ giữa hai nước nên đã đồng ý lời cầu thân của thái tử đại lương chuyện này rất căng thẳng vì tiểu cô cô sống chết không chịu đồng ý thậm chí còn tự sát tiêu kiêu quỳ trước thư phòng phụ hoàng hai ngày hai đêm xin phụ hoàng hủy hôn phụ hoàng tức giận hạ thánh chỉ muốn loại bỏ tước vì tính quốc hầu tiêu kiêu làm liên lụy đến gia tộc cũng bị người trong gia tộc mắng mỏ khi ấy tiêu kiêu phải chống đỡ áp lực từ rất nhiều mặt nhưng vẫn kiên trì nhưng tiểu cô cô lại không kiên trì được, bèn đồng ý hôn sự. Đồng ý, thương mai sừng sốt. Thật ra khi đó tiểu cô cô rất buồn, nàng không thể trơ mắt nhìn tiêu kiêu chống lại gia tộc thậm chí là cả triều đình, cho nên nàng đã đồng ý, đồng thời để cho tiêu kiêu từ bỏ, nàng đã nói những lời rất tuyệt tình với tiêu kiêu. Lời rất tuyệt tình sao? Đúng thế, hơn nữa nàng còn ôm thái tử nước đại lương trước mặt tiêu kiêu, Nàng nói với Tiêu Kiêu ban đầu nàng không đồng ý hòa thân nhưng sau này nàng vẫn yêu Thái tử Đại Lương, vì vậy đã đồng ý để cho Tiêu Kiêu không còn mơ mộng nữa. Cả đời này y không xứng với nàng, vì để hạ thấp y mà nàng đã gả thị nữ của mình cho y, còn để cho hoàng thái hậu đích thân ban hôn. Thương Mai không ngờ lại như vậy, cô luôn cho rằng là Tiêu Kiêu bạc tình. Sau khi hôn sự được quyết định thì phụ hoàng qua đời, hoàng huynh lên ngôi, hủy bỏ hôn sự. Hoàng huynh rất thương tiểu cô cô không nỡ gả nàng tới nước đại lương mà huệ đế cũng có di mệnh không ai được cưỡng ép tiểu cô cô làm chuyện nàng không thích hoàng huynh cố tình tác hợp cho tiêu kiêu và tiểu cô cô nhưng tiêu kiêu đã cưới thanh thu lại đúng lúc man di xâm lấn tiêu kiêu xin lệnh xuất trinh chuyện này không giải quyết được nữa sau này cũng xảy ra rất nhiều chuyện nhưng khi đó tiểu cô cô đã rời khỏi hoàng cung tự lập phủ công chúa những chuyện sau đó nữa ta cũng không rõ thương mai cảm thấy chuyện xảy ra sau này chắc chắn rất quan trọng vì tráng tráng đến giờ vẫn chưa buông bỏ được. Tiêu kiêu và thị nữ đó sống thế nào? Thương Mai hỏi. Chuyện vợ chồng người khác ai biết được, không ai muốn hỏi, mà tiêu kiêu cũng luôn ở biên giới, ba năm mới về một lần, đây là y tự yêu cầu, không dẫn phu nhân theo. Vậy chắc chắn là quan hệ không tốt rồi, nếu không sẽ không có chuyện ba năm về một lần mà không dẫn phu nhân theo. Thương Mai nói, mộ dung khanh xua tay, thật ra họ còn rất nhiều chuyện mà ta không biết, nhưng thôi bỏ đi, nếu đã không có khả năng thì đừng nhắc tới nữa, đều là nỗi đau trong lòng tiểu cô cô và tiêu kiêu. Thật hiếm khi mộ dung khanh nói được những lời cảm động như vậy, thương mai vô cùng kinh ngạc. Nàng tới có chuyện gì à? Lúc này mộ dung khanh mới nhớ tới để hỏi cô. Thương mai tê th một tiếng, đúng rồi. Cô kể lại chuyện Lam Ngọc làm hại Quế Viên và Tiểu Khuyên cho hắn rồi nói, Quế Viên đã bị lão phu nhân ghi hận, cho nên ta muốn hỏi. Người, người có thể thu nhận hắn không, chờ hắn bình phục có thể sắp xếp cho hắn đến quân doanh không. Mộ Dung Khanh suy nghĩ một chút, nếu thật lòng muốn huấn luyện thì vào quân đội cũng chưa chắc là chuyện tốt. Thế này đi, ta sẽ thu xếp, cứ để hắn tới vương phủ đi, dù sao sau này nàng cũng gả tới đây mà, không phải sao. Thương Mai ạc một tiếng, nhìn hắn, đúng vậy. Audio điện tử võ tấn bền Hết tập 16